Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 4. Một đợt trời đất xoay chuyển, lúc Dương Diệp mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mặt làm hắn đột nhiên biến sắc, mười mấy con gấu nâu lớn không kém gì Hôi Lang đang gắt gao nhìn bọn họ, trong lúc hắn cùng đám gấu lớn ở đây giằng co, còn có mấy con huyền thú bị đổ máu vẫn chưa tắt thở, hiển nhiên, mười mấy con gấu lớn này đang hưởng thụ chiến lợi phẩm. Xui xẻo rồi, khóe miệng Dương Diệp giật một cái, sau đó không chút nghĩ ngợi kéo Tô Thanh Thi về sau lưng, lấy ra thanh huyền giai hạ phẩm trường kiếm, cười cười, nói, ngoài ý muốn, trùng hợp, các ngươi cứ tiếp tục. Nhìn thấy Dương Diệp kéo mình ra sau lưng, trong mắt Tô Thanh Thi lóe lên vẻ khác thường, nghe được Dương Diệp nói, khóe miệng Tô Thanh Thi hơi cuộn lên, xuất hiện một nụ cười động lòng người, đáng tiếc hiện tại trong mắt Dương Diệp chỉ có mười mấy con huyền thú đối diện. Không thấy được một màn xinh đẹp đó. Dương Diệp không nói lời nào thì thôi, mà vừa nói, đám gấu nâu lớn lập tức đứng thẳng lên, hùng chào to bằng quạt hương bổ vỗ lên lồng ngực, sau đó nhảy lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng Dương Diệp hai người lao tới. Dương Diệp trong mắt co rụt lại, lúc đang chuẩn bị liều mạng, giữa sân có kiếm quang hiện lên, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, chỉ thấy mười mấy con cửu giai huyền thú bỗng nhiên hóa thành mấy khúc, trên không trung máu tươi phun như suối. Mười mấy con huyền thú cùng nhau phun máu, cảnh tượng này, thật là đồ sộ. Mười mấy con huyền thú rơi trên mặt đất, văng lên vô số bụi bặm. Dương Diệp lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Thi, chỉ thấy Tô Thanh Thi tay cầm trường kiếm màu xanh, ngạo nghễ mà đứng, trên mặt phong khinh vân đạm, đã khôi phục tự tin cùng khí thế trước đây. Ngươi khôi phục thực lực. Dương Diệp theo bản năng lui về sau hai bước, hỏi. Tô Thanh Thi nhẹ gật đầu. Ngươi khôi phục lúc nào? Dương Diệp khó hiểu, hắn nhớ kỹ nàng có nói qua, huyết phong ấn kia là thần thông gì đó, nếu như nàng không trở về kiếm tông, hẳn là không thể khôi phục. Tô Thanh Thi nhìn về đoạn hồn uyên phương hướng, thấp giọng nói, chắc là lão nhân kia thay ta giải trừ. Nghe vậy, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nếu như là lão nhân ấy thì dễ hiểu. Lão nhân kia mạnh bao nhiêu, Dương Diệp không biết, thế nhưng địa giai huyền kỹ thuận tay liền cho. Mà lại ở đoạn hồn uyên nơi sâu nhất, người như thế khẳng định không phải là một lão nhân gầy yếu. Bỗng nhiên, Tô Thanh Thi quay đầu nhìn Dương Diệp, trường kiếm trong tay huy vũ, tuy nàng không lộ ra cái gì sát ý, nhưng Dương Diệp cũng nheo mắt, lại lui về sau mấy bước, nói, ngươi sẽ không đổi ý nuốt lời chứ. Ngươi nói xem, Tô Thanh Thi đạm thanh nói. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó lắc đầu, nói, ngươi sẽ không đổi ý. Vì sao? Dương Diệp cười cười, nói tuy thời gian chúng ta bên nhau rất ngắn, nhưng trực giác nói cho ta biết, ngươi không phải loại người lật lọng. Ngươi nếu như muốn giết ta, tại đáy vực hẳn là có cách, ít nhất, đồng quy vu tận vẫn được. Ngươi đã không giết ta lúc đó, vậy thì lên đây cũng sẽ không. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp cũng không chịu tỏ ra yếu kém, cùng nàng nhìn nhau, sau một lúc lâu, Tô Thanh tay vung tay phải lên. Trường kiếm màu xanh hóa thành một vệt thanh quang xuất hiện dưới chân của nàng, nói, nhớ kỹ, ta không giết ngươi, là bởi vì ngươi có giá trị đối với kiếm tông, nếu là ngươi không thể hiện được giá trị bản thân, ta sẽ không nương tay. Nghe vậy, Dương Diệp mỉm cười, cô gái trước mắt này nói năng có chút chua ngoa, tấm lòng đậu hũ. Giống như nghĩ tới cái gì, Dương Diệp từ trong không gian giới chỉ lấy ra vòng tay sặc sỡ mà lão nhân kia cho hắn, sau đó đi tới trước mặt Tô Thanh Thi. Đưa cho nàng, nói, đây là của ngươi. Dương Diệp không nhìn ra phẩm cấp của vòng tay, thế nhưng hắn biết, vòng tay này chắc chắn không phải phàm vật. Tô Thanh Thi nhìn thoáng qua vòng tay, sau đó nói, đó là hắn đưa cho ngươi. Bây giờ ta tặng nó cho ngươi. Dương Diệp cười cười, nói. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một lát, sau đó lại nhìn vào vòng tay kia, sau một lúc lâu, thấp giọng nói, vòng tay này là địa giai trung phẩm, địa giai trở lên huyền bảo. Kiếm tông chúng ta cũng không có mấy món, hơn nữa lại là một đôi, ngươi xác định cho ta. Địa giai huyền bảo chân quý như thế nào? Nam vực không ai không biết, đối với rất nhiều huyền giả mà nói, địa giai huyền bảo đã thuộc về truyền thuyết. Địa giai, giống như Tô Thanh Thi nói, coi như là đại tông môn như kiếm tông, cũng không có mấy món, cho nên nàng mới hỏi Dương Diệp như vậy. Nghe được lời Tô Thanh Thi nói, Dương Diệp lập tức cả kinh, hắn không nghĩ tới vòng tay này lại là địa giai. Nhưng vậy thì như thế nào? Sắc mặt hắn rất nhanh khôi phục bình thường, cũng không lo lắng gì, cầm lấy tay Tô Thanh Thi, đặt vòng tay vào tay nàng, nói, thành thật mà nói, trong lòng ta rất khiếp sợ,
nhưng vậy thì sao? Hiện tại nó là của ngươi. Tô Thanh Thi nhìn thật sâu Dương Diệp một lát, sau đó đeo vòng tay vào, nhất thời, hai tay bộc phát ra quang mang sáng chói, trước mắt Dương Diệp biến ảo một lúc, sau một khắc, đột nhiên hắn xuất hiện ở một thế giới ngập tràn kim sắc băng tinh, nhìn đi nhìn lại, tất cả đều là kim sắc bén nhọn băng tinh. Đột nhiên, những băng tinh kia động đậy, trong lòng Dương Diệp cả kinh, sau một khắc, những băng tinh kia hóa thành từng lưỡi dao sắc bén bắn về phía hắn, nhìn vô số băng tinh bắn tới, nội tâm Dương Diệp kinh hãi, nhưng đúng vào lúc này, phong cảnh trước mắt lần nữa biến đổi, tất cả băng tinh tiêu tan biến mất, hắn trở về hiện thực. Dương Diệp lắc lắc đầu, nhìn về phía Tô Thanh Thi, lúc nhìn thấy Tô Thanh Thi, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì lúc này, trên người Tô Thanh Thi lại có một tầng hào quang rực rỡ bao phủ, hào quang rực rỡ giống như một bộ quần áo, ôm chặt dáng người Tô Thanh Thi, dưới ánh mặt trời, ánh lên mê huyễn quang mang. Xảy ra chuyện gì? Dương Diệp khó hiểu. Tô Thanh Thi nhìn một chút vòng tay trên tay trái, trong mắt lóe lên một tia yêu thích, giải thích, địa phẩm huyền bảo giống nhau đều có năng lực không thể tưởng tượng nổi, đôi vòng tay này một cái chủ công, một cái chủ thủ, huyễn trận vừa rồi chính là do vòng tay tạo ra, cảnh vật bên trong cũng không phải là hư huyễn, nếu như ở bên trong bị thương, thì ở ngoài hiện thực, tinh thần lực cùng linh hồn lực sẽ phải bị thương nặng. Nói đến đây, nàng vừa nhìn về vòng tay bên tay phải, tiếp tục nói cái vòng tay này là chủ thủ, chỉ cần ta khẽ động tâm niệm, trên người ta sẽ hiện lên một tầng năng lượng giáp. Tầng năng lượng giáp này là ta vừa thử, bằng thực lực của ta, một kích toàn lực lại không thể gây tổn thương đến nó một chút. Có hai vòng tay này, ta tin tưởng có thể đánh với Tôn Nghĩa Cảnh một trận. Hơn nữa hai cái vòng tay này còn có không gian bên trong cộng lại, khoảng chừng được trăm trượng. Nghe vậy, nội tâm Dương Diệp tâm khiếp sợ không thôi, trước đây hắn có nghe qua địa giai huyền bảo rất biến thái, nhưng không nghĩ đến biến thái như vậy. Không nói đâu xa, huyễn trận vừa rồi kia, nếu như không phải Tô Thanh Thi thu tay lại đúng lúc, hắn ngoại trừ chờ chết ra, không còn cách nào khác. Hơn nữa bên trong còn tự thành không gian, phạm vi trăm trượng, lớn hơn mấy chục lần giới chỉ của hắn nữa. Nhìn thấy trong mắt Dương Diệp khiếp sợ cùng ước ao, Tô Thanh Thi lạnh nhạt nói, sao, hối hận khi tặng nó cho ta. Nghe Tô Thanh Thi nói vậy, Dương Diệp biến sắc, hắn hít sâu một hơi, nhìn Tô Thanh Thi, nghiêm túc nói, ta thừa nhận, địa giai huyền bảo rất mê người, nhưng vậy thì như thế nào? Tô Thanh Thi, ngươi quá coi thường Dương Diệp ta rồi. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi tới đống gấu lớn bị Tô Thanh Thi xử lý, móc ra nội đan, vừa rồi hắn đã muốn làm như thế. Thành thật mà nói, Dương Diệp hối hận khi đưa đôi vòng tay sao? Kỳ thực trong lòng hắn không hối hận, địa giai huyền bảo thực sự rất mê người, nhưng hắn thực sự không hối hận, đến việc đưa cho Tô Thanh Thi hắn cũng không hối hận. Hắn không biết đó có phải là yêu không, nhưng trong lòng hắn không có một chút hối hận. Hơn nữa đôi vòng tay kia là dành cho phụ nữ dùng, hắn giữ lại cũng không có tác dụng, còn có thể mang đến tai họa. Nhìn Dương Diệp đang tìm nội đan, Tô Thanh Thi bỗng dưng nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Không biết tại sao, chứng kiến Dương Diệp tức giận vì câu nói của nàng, trong lòng nàng lại có một loại cảm giác chưa từng có trước đây, cũng không biết vì sao, nàng lại có chút cảm thấy hài lòng. Lắc lắc đầu, Tô Thanh Thi ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía chân trời, không biết vì sao, lòng của nàng càng ngày càng không bình tĩnh rồi. Dương Diệp cao hứng lấy được hơn 10 quả nội đan, hơn 10 quả nội đan với hắn như cả một gia tài. Còn da gấu các loại, với tài lực của hắn bây giờ, hắn coi thường. Đi thôi. Tô Thanh Thi nhấc chân, trên thanh kiếm màu xanh, nhìn Dương Diệp đạm thanh nói. Nghe vậy, nội tâm Dương Diệp vui vẻ, cũng không khách khí, vội vã chạy đến trên trường kiếm. Ngự kiếm phi hành, nhìn xuống thiên hạ, đó là ước mơ tha thiết của hắn. Thấy Dương Diệp đứng sau trường kiếm, Tô Thanh Thi tay phải nhẹ nhàng vung lên, trường kiếm nhất thời hóa thành một đạo thanh quang phóng lên cao. A! Trường kiếm đột nhiên bay lên, Dương Diệp không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa rơi khỏi kiếm, may mắn hắn phản ứng rất nhanh, ôm thật chặt Tô Thanh Thi trước mặt, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Bị Dương Diệp gắt gao ôm lấy, Tô Thanh Thi chân mày cau lại, do dự một lát, cuối cùng vẫn không đá Dương Diệp xuống, chỉ là tăng nhanh tốc độ. Sau khi đưa Dương Diệp tới luyện võ trường, Tô Thanh Thi lập tức xoay người rời đi, từ đầu đến cuối không cùng Dương Diệp nói câu nào, điều này làm cho Dương Diệp có chút bất đắc dĩ cùng không muốn. Nhưng hắn biết, thái độ đối phương lạnh nhạt như vậy,
hơn phân nửa là vì lúc nãy mình ôm chặt trên kiếm, Dương Diệp cũng hơi đỏ mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hít sâu một hơi, Dương Diệp phủi sạch tạp niệm trong đầu, hiện tại cũng không phải là lúc nghĩ tới nữ nhi tình trường, hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hắn nhớ rõ, hơn 10 ngày sau khảo hạch đệ tử ngoại môn sẽ bắt đầu rồi. Đương nhiên, mục tiêu chính của hắn không phải đệ tử ngoại môn, mục tiêu thật sự của hắn là đệ tử nội môn, nhưng muốn như vậy trước tiên phải trở thành đệ tử ngoại môn. Còn nữa, hắn còn có một cuộc chiến sinh tử cùng với Liễu Thanh Vũ. Trận chiến ấy, hắn chỉ có thể thắng mà không thể bại, bởi vì thất bại là chết, hắn không muốn chết. Còn có, một năm sau chính là Thanh Vân Bảng mở ra, nói chung, dù là vì người thân hay là vì chính mình, hay là đạo lữ tương lai, hắn đều phải liều mạng. Có áp lực mới có động lực. Dương Diệp đi tới Thanh Phong Cốc, bây giờ, là lúc liều mạng. Kiếm Tông có thất đại chủ phong, trong đó, lớn nhất là nơi ở của Tông chủ Kiếm Tông, Thái Thanh Phong, là chỗ ở Kiếm Tông Tông chủ nhất mạch, cũng là thất phong đứng đầu. Thái Thanh Phong, Thái Thanh Điện. Thái Thanh Điện là một tòa kiến trúc lớn nhất Thái Thanh Phong, đồng thời cũng là nơi nghị sự của Kiếm Tông, cực kỳ rộng rãi, chưa đựng trên vạn người. Nếu như Kiếm Tông xuất hiện đại sự gì, thất phong phong chủ cùng trưởng lão nội môn Kiếm Tông đám người sẽ tới đây. Lúc này, bên trong Thái Thanh Điện đứng hai nam một nữ, nữ chính là người mới trở lại Kiếm Tông, Tô Thanh Thi, còn lại hai nam chính là người trước đây đi Đoạn Hồn Sơn mạch tìm kiếm Tô Thanh Thi, Ngọc Hành sư huynh đệ. Nghe Tô Thanh Thi nói xong, sắc mặt lão nhân râu tóc bạc phơ đầy sương lạnh, trong mắt lóe lên lạnh lẽo sát ý, nói ta Kiếm Tông vài tên đệ tử quả nhiên là bị Quỷ Tông giết chết, thực sự rất can đảm. Lại dám tới phạm vi Kiếm Tông giết đệ tử, bọn họ ngày càng không để Kiếm Tông trong mắt rồi. Tô Thanh Thi trầm giọng nói, Ngọc Lâm sư bá, Quỷ Tông cũng sẽ không từ xa xôi đến Thập Vạn Đại Sơn chỉ để giết vài đệ tử Kiếm Tông. Thanh Thi cảm thấy, lần này Quỷ Tông ở Thập Vạn Đại Sơn nhất định là có âm mưu gì. Bằng không, bọn họ sẽ không xuất động huyết thủ, còn có vài tên cường giả linh giả cảnh tới Thập Vạn Đại Sơn. Ngọc Hành bên cạnh nhẹ gật đầu tán đồng, nói, sư huynh, Thanh Thi nói có lý, Quỷ Tông lần này âm thầm đến Thập Vạn Đại Sơn, nhưng lại phái ra nhiều như vậy cường giả linh giả cảnh, bọn họ khẳng định có âm mưu, chúng ta Kiếm Tông không thể không đề phòng. Nghe vậy, Ngọc Lâm trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói, Ngọc Hành, người phái ra 10 tên kiếm vệ, để bọn họ ở U Minh Cốc, Vạn Xà Lâm, Đoạn Hồn Uyên ba cái nơi, trải đều ra thăm dò, nhìn thấy người Quỷ Tông giết ngay. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Ngọc Hành, để cho an toàn, người cũng đi, nếu như gặp phải phiền phức không thể giải quyết, dùng truyền âm phủ báo cáo. Vâng, Ngọc Hành nhẹ gật đầu, sau đó xoay người đi ra đại điện. Sau khi Ngọc Hành rời đi, Ngọc Lâm nhìn về phía Tô Thanh Thi, do dự một chút, nói, Thanh Thi, lúc đầu ta cùng với Ngọc Hành bắt lại hai tên đệ tử Quỷ Tông, bọn họ nói người cùng người khác nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên là thật hay giả. Là thật, Tô Thanh Thi không giấu giếm. Nghe vậy, Ngọc Lâm chề môi một cái, muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy mặt mày Tô Thanh Thi rủ xuống, hắn cũng không có nói ra, chỉ là cười cười, nói, dù là như thế nào, người đã trở về là tốt rồi. Còn có, về sau nếu như gặp phải đệ tử Quỷ Tông, không thể sơ suất khinh địch, người phải biết rằng, người là Kiếm Tông người duy nhất có tên trên Tiềm Long bảng. Thanh Thi ghi nhớ, nhớ kỹ là tốt rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Rời khỏi Thái Thanh Điện, Tô Thanh Thi nhìn về phía Tạp Dịch Phong, trong điện, nàng cũng không nói ra chuyện của Dương Diệp. Lấy Dương Diệp thực lực cùng ngũ hành huyền khí, nếu như nàng nói ra, Dương Diệp nhất định sẽ được Kiếm Tông coi trọng. Nhưng ngược lại, Dương Diệp cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mục Tú Vu Lâm, Phong Dục Tổ Chi, nếu để cho người ta biết, Dương Diệp không chỉ có ngũ hành huyền khí bên trong, kim thuộc tính huyền khí, còn là một gã phù văn sư, thế lực đối nghịch với Kiếm Tông nhất định sẽ phái người diệt trừ. Đặc biệt là Quỷ Tông, bọn họ tuyệt đối không để người như vậy trưởng thành. Cho nàng cân nhắc, cuối cùng quyết định không nói ra Dương Diệp là phù văn sư cùng với ngũ hành huyền khí. Kiếm Tông vẫn còn yếu một chút, Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài. Nếu như Dương Diệp ở nguyên môn hoặc nhị cung loại này tông môn, vậy thì cho Quỷ Tông 10 cái lá gan, đối phương cũng không dám đối với Dương Diệp ra tay, nhưng mà Dương Diệp ở Kiếm Tông, đối phương dám. Không chỉ bởi vì hai bên là kẻ thù truyền kiếp, còn bởi vì thực lực Kiếm Tông hiện tại đang lót đáy. Đi một đợt Thập Vạn Đại Sơn, để Dương Diệp có được huyền giai cùng địa giai kiếm kỹ,
còn có một bản thân pháp huyền kỹ, ba quyển huyền kỹ đối với hắn lúc này mà nói, đều cực kỳ hữu dụng, đặc biệt là ngự kiếm thuật, khi Dương Diệp hồi tưởng lại ngự kiếm thuật tất cả, hắn hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Bởi vì nếu tu luyện ngự kiếm thuật đến tầng thứ nhất, sẽ có thể ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành, kiếm tông cũng có kiếm kỹ có thể làm được, thế nhưng trưởng lão ngoại môn đã nói qua, nếu muốn ngự kiếm phi hành, trước tiên phải trở thành cường giả linh giả cảnh, bởi vì chỉ có cường giả linh giả cảnh mới đủ huyền khí để tiêu hao cho việc ngự kiếm. Hơn nữa, chỉ có đạt tới linh giả cảnh mới có thể đưa kiếm vào trong đan điền để nuôi dưỡng, cùng kiếm câu thông, để cho kiếm cùng người sản sinh liên hệ nhất định, như vậy mới có thể ngự kiếm phi hành. Cho nên, ở kiếm tông, ngự kiếm phi hành mặc dù là ước mơ tha thiết của các đệ tử kiếm tông, thế nhưng độ khó kia cũng khiến cho người ta chỉ biết đứng nhìn. Đối với một số trưởng lão ngoại môn ra ngoài, cũng chỉ là dùng phi hành huyền bảo. Nhưng mà bây giờ Dương Diệp, lại không cần giống kiếm tông đệ tử, đạt tới linh giả cảnh mới có thể ngự kiếm phi hành, hắn chỉ cần tu luyện địa giai huyền kỹ đến nhất trọng, có thể lấy khí ngự kiếm, có được năng lực ngự kiếm phi hành. Đương nhiên, điều đó sẽ tiêu tốn huyền khí, tuy nhiên bản thân hắn có mấy vạn năng lượng thạch, căn bản không quan tâm đến linh khí tiêu hao. Ngự kiếm thuật phân thành nhị trọng, đệ nhất trọng. Lấy khí ngự kiếm, đệ nhị trọng, lấy tâm ngự kiếm. Đương nhiên, là địa phẩm huyền kỹ, ngự kiếm thuật cũng không phải chỉ để kiếm dựa trên tâm niệm hành động, còn có rất nhiều kỳ diệu cách dùng. Tựa như trước đây lúc truyền thừa, giống như bóng đen kia, để kiếm rời tay phát ra kiếm khí. Ngự kiếm thuật này nếu như luyện đến đệ nhị trọng, thì tương đương với một trợ thủ độc lập, kiếm tùy tâm di chuyển, đó là cực kỳ kinh khủng. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, ngự kiếm thuật không thể nói là kiếm kỹ. Phải nói là một tồn tại phụ trợ, bởi vì căn bản nó không hề có chiêu thức gì, nhưng lại tuyệt đối không kém hơn kiếm kỹ, nguyên nhân là vì tác dụng của nó rất nghịch thiên. Thử nghĩ xem, đang cùng người khác chiến đấu, một thanh trường kiếm bay tới sau lưng đối thủ đâm một cái, kết quả sẽ như thế nào? Hơn nữa bên trong truyền thừa, bóng đen cũng không nói chỉ có thể ngự một kiếm một lúc, có thể ngự bao nhiêu kiếm một lúc, phải dựa vào năng lực cá nhân. Mấy ngày kế tiếp, Dương Diệp trừ ăn cơm ra, tất cả thời gian đều ở Thanh Phong Cốc tu luyện kiếm kỹ. Hiện tại hắn cần tu luyện ba quyển kiếm kỹ, có thể nói là cực kỳ gian khổ. Nhưng đối với chuyện này, Dương Diệp lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, trước kia không có huyền kỹ để tu luyện, hiện tại bỗng dưng có được một quyển huyền giai cùng địa giai, hắn sao có thể không hưng phấn chứ? Kiếm chỉ cũng không tồi, trải qua ba ngày không ngừng khổ luyện, rốt cuộc ngón tay hắn có thể xuất ra một tia kiếm khí. Phân linh kiếm pháp hắn đã có thể phát ra hai tia kiếm khí rồi. Thế nhưng ngự kiếm thuật tiến độ thì cực kỳ chậm, một khi kiếm rời khỏi tay, chỉ dừng lại trên không trung tối đa 10 hơi thở, đừng nói tới làm cho kiếm hành động. Nhưng mà Dương Diệp cũng không nổi giận, hắn có thể tu luyện kiếm pháp cơ bản 2 năm, huống chi là địa phẩm huyền kỹ này. Một lần không được, vậy thì 100 lần không được, vậy thì 1 vạn lần, một ngày nào đó nhất định thành công. Hôm nay Dương Diệp đứng trên khối cự thạch ở Thanh Phong Cốc, bình thường hắn đều tu luyện trên khối cự thạch này, ở trước mặt hắn, một thanh trường kiếm trôi nổi trên không trung, hai tay hắn đánh nhẹ, hai mắt nhìn chằm chằm trường kiếm trên không trung, mắt cũng không dám nháy. Cách hắn không xa, Tử Điêu cũng học hắn nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia, nhưng nó không nghiêm túc như Dương Diệp, hai mắt linh động thi thoảng nháy nháy, cực kỳ đáng yêu. Mỗi một khắc, Dương Diệp chậm rãi di chuyển hai tay. Trong khi hai tay hắn di chuyển, thanh trường kiếm kia đột nhiên run rẩy, sau đó cũng từ từ dựng lên, chỉ là có chút từ tốn, nếu không nhìn kỹ, nhất định không thấy được nó đang di chuyển. Nhìn thấy trường kiếm chậm rãi di chuyển, nội tâm Dương Diệp vui vẻ, tuy nhiên hắn không dám khinh thường, ngưng thần tĩnh khí một chút, sau đó lại tiếp tục bắt đầu chậm rãi di chuyển. Tiểu tạp dịch, rốt cuộc ngươi đã trở về. Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo từ bên phải truyền đến. Nghe thấy âm thanh đó, tay Dương Diệp run một cái, trường kiếm nhất thời rơi xuống đất, thấy vậy, Dương Diệp vẻ mặt tối đen, xoay người nhìn về kẻ đầu sỏ gây ra. Mục Tú Vu Lâm, phong dục tồi chi, ý nói cây trong rừng cao quá sẽ bị gió đẩy ngã. Trên cự thạch, Dương Diệp tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào tấm phù chỉ trống không, đồng thời phù văn bút trong tay chậm rãi di chuyển trên phù chỉ. Bên cạnh hắn, Tiểu Gia Hỏa và Bảo Nhi cũng nhìn vào tấm phù chỉ trống kia, Bảo Nhi không có nhìn chằm chằm như Dương Diệp và Tiểu Gia Hỏa, nàng khi thì nhìn Dương Diệp chế phù, khi thì nhìn Tiểu Gia Hỏa nhỏ bé đáng yêu, con ngươi thỉnh thoảng chuyển động qua lại,
không biết đang định làm cái gì. Một lúc lâu sau, Dương Diệp thu bút lại, hít sâu một hơi sau đó nhìn Bảo Nhi, khẽ nói, thế nào? Ta chế phù như vậy không sai chứ? Hôm nay Bảo Nhi thứ nhất là muốn xem hắn chế phù, phải nói là muốn dạy cho hắn chế phù, được xem như là người mới bắt đầu học, đối mặt với yêu cầu của sư tỷ, Dương Diệp không dám không nghe theo. Vì để cho sư tỷ hài lòng, lần này hắn vô cùng chăm chú và cẩn thận, hẳn là có thể làm cho sư tỷ tiện nghi hài lòng được. Bảo Nhi miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi người tiểu gia hỏa, sau đó cầm lấy tấm cường lực phù của Dương Diệp, khi nàng thấy nó là phù lục thượng phẩm thì hai mắt giật giật, sau đó nhìn Dương Diệp một hồi, cuối cùng mới nói, ừ, cũng không tệ lắm. Nhưng mà tốc độ quá chậm, nếu như nhanh hơn chút nữa thì tốt hơn. Nói xong sắc mặt của Bảo Nhi đỏ lên. Dương Diệp tán thành gật đầu, chế tạo một tấm cường lực phù mất nửa canh giờ, Dương Diệp cũng thấy được có chút chậm quá. Chẳng qua hắn cũng biết chuyện này không cấp bách được, muốn tốc độ tăng lên chỉ có từ từ mà làm thôi. Thấy Dương Diệp gật đầu, Bảo Nhi hai mắt híp lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười rực rỡ. Tốc độ chế phù và phẩm chất phù lục của Dương Diệp kỳ thực đã rất khá rồi, ít nhất so với nàng trước kia mới học thì tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng nàng sẽ không nói cho Dương Diệp, Gia Gia cũng đã nói, không thể kiêu ngạo, một khi kiêu ngạo, sẽ bị tụt lùi. Lời Gia Gia nói, Bảo Nhi tất nhiên là hiểu rõ, thầm nghĩ, đúng, không thể để cho tiểu tạp dịch kiêu ngạo, phải đả kích hắn nhiều vào. Bảo Nhi, Gia Gia muội, à, là sư phụ lão nhân gia bao giờ trở về thế? Dương Diệp hỏi, đối với sư phụ tiện nghi này, Dương Diệp rất là muốn gặp, xem thái độ của đệ tử ngoại môn đối với Bảo Nhi thì vị sư phụ tiện nghi kia của mình nhất định là một nhân vật rất châu bò, nếu như có thể dựa vào ngọn núi lớn này thì chắc chắn có rất nhiều chỗ tốt. Nhắc tới Gia Gia, Bảo Nhi thu lại nụ cười, bĩu bĩu môi nói, lão đầu tử kia rời đi cũng một tháng rồi, hừ, hội giao lưu phù văn sư gì mà lâu vậy chứ, nhất định là lén đi đâu chơi rồi. Lén đi chơi cũng không mang theo Bảo Nhi, chờ ông trở về xem ta có nhổ sạch râu mép không. Vẫn chưa về sao, Dương Diệp có chút thất vọng, hắn cũng không phải muốn dựa vào ngọn núi lớn này thật, chỉ là muốn học chút phù văn thuật của ông ấy, bây giờ hắn tự mình mày mò, tốc độ tiến triển thật sự rất chậm. Nếu có một đại sư phù văn chỉ dạy thì hắn tin tưởng mình nhất định sẽ tiến bộ rất nhanh. Không nói tới ông nữa, Bảo Nhi có chút tức giận nói, đột nhiên con ngươi nàng chuyển động, ngón tay nhỏ chỉ vào Tử Điêu bên cạnh Dương Diệp, hỏi tiểu tạp dịch, nó là ai? Vấn đề này nàng đã muốn hỏi từ sớm. Tử Điêu chớp chớp mắt, sau đó loáng một cái nhảy lên vai Dương Diệp, ánh mắt của tiểu cô nương trước mắt này rất có tính xâm lược. Dương Diệp ngẩn ra. Khi thấy hai mắt Bảo Nhi lóe ra ánh sáng hưng phấn thì nhất thời có loại cảm giác bất an, hình dạng của tiểu gia hỏa này có thể nói là cực kỳ dễ thương, tiểu ma nữ trước mắt nhất định là coi trọng tiểu gia hỏa này. Nghĩ vậy Dương Diệp sắp xếp lại từ ngữ, nói, nó là bạn của ta, giúp ta rất nhiều việc. Ta dùng 10 cái phù thượng phẩm đổi nó, Bảo Nhi cắt đứt lời Dương Diệp nói, trực tiếp ra giá. Đối với tiểu tử trước mắt này nàng vừa nhìn đã thấy thích. Thật là quá dễ thương. Giống như nàng vậy. Dương Diệp có chút đau đầu, tiểu gia hỏa nhất định là không đưa cho Bảo Nhi được, hơn nữa cho dù hắn chịu đưa, khẳng định tiểu gia hỏa cũng không muốn đi cùng Bảo Nhi. Hắn không phải có lòng tin đối với tiểu gia hỏa, mà là có lòng tin với vòng xoáy nhỏ của hắn. 15 tấm phù thượng phẩm, ánh mắt Bảo Nhi từ trên người tiểu gia hỏa chuyển qua trên người Dương Diệp, chỉ là khi nhìn về Dương Diệp thì ánh mắt đã trở nên có chút bất thiện rồi. Tiểu gia hỏa nghe hiểu được lời nói của Bảo Nhi, nó đương nhiên không muốn đi cùng nàng. Để Dương Diệp không mang hắn cho người ngoài, hai vuốt của nó ôm lấy mặt Dương Diệp, cái đầu nhỏ không ngừng cọ vào đầu Dương Diệp, dùng hành động này để biểu đạt tâm ý của nó. Không nghĩ tới hành động này của tiểu gia hỏa lại làm cho Bảo Nhi đứng nhìn một bên cảm thấy đố kỵ. Đầu cọ lại đầu tiểu gia hỏa, Dương Diệp cười khổ nói, Bảo Nhi, tiểu gia hỏa không phải là một món đồ, nó là bạn của ta. Hơn nữa là nó tự nguyện đi theo ta, giữa chúng ta không có ký kết khế ước gì cả, cho nên ta không có quyền tặng nó cho muội được. Nhìn thấy Bảo Nhi như muốn nổi bão, Dương Diệp lại vội vàng nói, đương nhiên nếu như nó nguyện ý đi theo muội thì ta tuyệt đối không phản đối, cái này phải dựa vào bản lĩnh của Bảo Nhi muội rồi. Nghe được câu nói sau cùng của Dương Diệp, sắc mặt Bảo Nhi mới nhu hòa lại, nói tiểu tạp dịch, ngươi không được hối hận đấy, nếu như tiểu gia hỏa nguyện ý theo ta thì sau này nó là của ta đấy. Quyết không hối hận, Dương Diệp vội vàng bảo đảm. Nghe được lời nói của Dương Diệp,
Bảo Nhi hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa, cười tủm tỉm nói, Tiểu Điêu, người đi theo Bảo Nhi đi. Bảo Nhi có rất nhiều đồ tốt, có đan dược, có phù lục, còn có rất nhiều linh thảo cao cấp nữa. Nói chung chỉ cần ngươi theo Bảo Nhi, đồ của Bảo Nhi đều là của ngươi, được hay không? Tài chủ, nghe được lời Bảo Nhi nói, Dương Diệp mắt giật giật, Bảo Nhi tuyệt đối là một đại tài chủ. Tiểu Gia Hỏa vô cùng quả quyết lắc lắc đầu, đồng thời vuốt nhỏ nắm chặt tóc của Dương Diệp. Bảo Nhi cũng không nổi giận, tiếp tục dụ dỗ, nếu như ngươi chướng mắt với đồ của Bảo Nhi còn có Gia Gia có rất nhiều thứ tốt, ví dụ như nội đan huyền thú linh giai, linh quả, còn có rất nhiều linh thảo địa giai, huyền giai đó. Nếu ngươi đồng ý theo Bảo Nhi liền lấy trộm về cho người, được không? Nghe được những lời của Bảo Nhi, Dương Diệp rất muốn nói, để ta theo muội đi. Tiểu Gia Hỏa vẫn lắc đầu như cũ, những thứ kia nó đều chướng mắt, nó không phải loài điêu bình thường. Bảo Nhi cực kỳ kiên trì, dụ dỗ Tiểu Gia Hỏa khoảng chừng một canh giờ, trong đó nói ra những lợi ích khiến Dương Diệp hận không thể biến thành tử điêu. Có điều Tiểu Gia Hỏa đều một mực lắc đầu, cuối cùng giống như không chịu được sự nhiệt tình của Bảo Nhi, nó trực tiếp chui vào trong đan điền Dương Diệp, chọc cho Bảo Nhi tức muốn khóc. Thái độ của Tiểu Gia Hỏa làm Dương Diệp cực kỳ hài lòng, có thể chịu đựng được nhiều cám dỗ như vậy xem ra vòng xoáy nhỏ của hắn rất có sức hấp dẫn với Tiểu Gia Hỏa, thế cho nên Bảo Nhi đưa ra nhiều lợi ích mê người như vậy mà nó vẫn không động tâm chút nào. Thấy Tiểu Gia Hỏa chui vào trong bụng Dương Diệp, Bảo Nhi bị nó chọc giận nhất thời vung tay đánh cho Dương Diệp một cái, vừa khóc vừa nháo, bộ dạng nếu như Dương Diệp không đưa Tiểu Gia Hỏa cho nàng thì nàng sẽ khóc mãi. Chiêu này trước kia mỗi khi dùng với Gia Gia thì lần nào cũng hiệu nghiệm cả. Thấy Bảo Nhi khóc như mưa, Dương Diệp cảm thấy đầu to lên. Tiểu ma nữ trước mắt cũng lớn gần bằng muội muội mình mà sao tính tình lại khác nhau lớn vậy chứ? Muội muội của mình mặc dù có chút nghịch ngợm nhưng cũng rất dịu dàng. Mà tiểu ma nữ trước mặt này thật đúng là đã bị sư phụ tiện nghi kia của mình làm hư rồi. Dương Diệp giơ tay lau nước mắt trên mặt giúp Bảo Nhi, nói, muội đừng khóc nữa. Ta có một cách có thể làm cho Tiểu Gia Hỏa chơi với muội. Nghe vậy Bảo Nhi liền chớp chớp mắt, không có khóc nữa, nói, biện pháp gì? Ngươi đừng lừa Bảo Nhi đấy. Dương Diệp có chút cưng chiều vuốt ve cái đầu nhỏ của Bảo Nhi, nói, muội suy nghĩ thử xem, muội và Tiểu Gia Hỏa mới gặp mặt lần đầu, giữa hai người cũng không có cảm tình gì, nó sao lại đi theo muội chứ? Muội trước tiên phải tạo thành cảm tình với nó, để nó thân thiết với muội, trở thành bạn của muội. Như vậy sau đó muội lại yêu cầu nó đi theo muội, có lẽ nó sẽ không từ chối nữa đâu. Muội thấy đúng không? Bảo Nhi chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát, đột nhiên vỗ tay một cái, nói, đúng thế, là do Bảo Nhi nóng vội quá rồi. Nhưng mà phải làm thế nào mới để cho Tiểu Gia Hỏa có hảo cảm với Bảo Nhi đây? Nghe vậy ánh mắt Dương Diệp lóe lên, sau đó nói, trước kia ta hay cho Tiểu Gia Hỏa ăn một số thứ tốt, ví dụ như linh quả linh thảo gì đó. Sau một thời gian nó đi theo ta, khụ. Nói xong Dương Diệp đỏ mặt lên, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi, tự hỏi, lừa dối Bảo Nhi như vậy có đúng không? Có điều vừa nghĩ tới bộ dáng không có được Tiểu Gia Hỏa thì không bỏ qua của Bảo Nhi, cảm giác tội lỗi trong lòng hắn trở nên không có gì nữa. Không dùng hạ sách này thì khẳng định sau này hắn và Tiểu Gia Hỏa không được yên. Bảo Nhi tán thành gật đầu, nói tiểu tạp dịch ngươi nói có đạo lý. Ta đi về nhà lấy bảo bối tới. Nói xong xoay người chạy nhanh như chớp. Nhìn bóng lưng của Bảo Nhi biến mất nơi miệng cốc, Dương Diệp thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấp giọng nói, còn 3 ngày nữa là tới khảo hạch của ngoại môn, như vậy thì những thiên tài đủ điều kiện ở thành thị xung quanh đang trên đường tới kiếm tông rồi. Ta phải cố gắng hơn nữa. Tài chủ, người giàu có. Còn lại 3 ngày. Dương Diệp không tu luyện kiếm thuật nữa mà đem hết tinh lực đặt vào kiếm khí và phân linh kiếm pháp. Ngự kiếm thuật tuy rằng dũng mãnh, thế nhưng không thể phát huy tác dụng trong khoảng thời gian ngắn, mà phân linh kiếm pháp và kiếm khí chỉ hắn đã học được có thể phát huy tác dụng ở trong khảo hạch ngoại môn. Thời gian 3 ngày thoáng chốc trôi qua. Sân khảo hạch đệ tử ngoại môn không phải ở luyện võ trường mà là ở khảo hạch phong, đó là một ngọn núi nhỏ, bình thường không có ai tới đây cả, vắng vẻ tới cực điểm. Nhưng vừa đến ngày khảo hạch ngoại môn thì ngọn núi này sẽ biến thành nơi náo nhiệt nhất toàn bộ kiếm tông. Sáng sớm, trời hơi quang đãng, trên một quảng trường khổng lồ ở khảo hạch phong, đứng khoảng chừng 3.000 thanh niên, những thanh niên này đều khoảng 17 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn nữa.
mặc dù còn nhỏ nhưng cũng không ai dám coi thường bọn họ, bởi vì bọn họ đều là những thiên tài đến từ những thành thị xung quanh kiếm tông. Nói là thiên tài tuyệt không quá đáng, bởi vì trước 17 tuổi phải đạt tới lục phẩm huyền giả, đây không phải là chuyện khó bình thường. Mấy tòa thành xung quanh kiếm tông cộng lại có mấy trăm triệu người, nhưng cũng chỉ có khoảng 3.000 người ở chỗ này. Đứng trong đám người, Dương Diệp nhìn bộ dáng kích động của những thiếu niên xung quanh, trong lòng không khỏi có chút cảm khái, khi hắn mới tới kiếm tông thì bộ dạng cũng gần giống như họ vậy. Có điều sau khi trải qua cuộc sống làm đệ tử tạp dịch thì bất kể là tâm trí hay phương diện khác hắn đều trở nên trưởng thành hơn, đương nhiên sẽ không hưng phấn kích động như những đệ tử xung quanh nữa. Với hắn mà nói thì đệ tử nội môn mới là mục tiêu của hắn, không phải hắn hảo cao vũ viễn, mà là hắn bây giờ rất có lòng tin đối với chính mình. Khi mặt trời dần dần treo cao lên bầu trời, ánh nắng chiếu vào khảo hạch phong, ba trưởng lão ngoại môn xuất hiện trên tòa kiếm đài trước quảng trường. Nhìn thấy ba vị trưởng lão xuất hiện, những đệ tử dưới kiếm đài nhất thời xôn xao lên, không phải vì ba vị trưởng lão này mà vì khảo hạch sắp bắt đầu rồi. Nhìn 3.000 đệ tử dưới đài, Tào Hỏa khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua một lượt, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, nói, năm nay chỉ có 3.200 người, so với năm ngoái ít hơn rất nhiều, nếu tiếp tục như vậy kiếm tông sẽ không thể truyền thừa mãi được. Phùng Vũ ở bên cạnh lão cũng gật đầu nói, đúng vậy. Nghe nói một lần khảo hạch của Nguyên Tông có khoảng 10 vạn thiên tài tham gia, Nhị Cung cũng có mấy chục ngàn, hai tông khác cũng nghe nói có hơn vạn người. Mà kiếm tông chúng ta mới mấy nghìn, tiếp tục như vậy, nếu như không hạ thấp tiêu chuẩn nhận người, kiếm tông ngoại môn chúng ta e rằng sẽ lâm vào tình cảnh xấu hổ không có người nữa. Hạ thấp tiêu chuẩn chỉ là trị ngọn không trị gốc, thiên trưởng lão một bên lắc đầu nói, nếu như hạ thấp tiêu chuẩn, kiếm tông một đời lại không bằng một đời. Cuối cùng miễn cưỡng trở thành thế lực nhị lưu. Ta cảm thấy chủ yếu vẫn là tận dụng tư nguyên, nếu có đệ tử kiếm tông tiến vào Thanh Vân Bảng, chúng ta có thể nói với hơn nửa số thành thị, như vậy loại cục diện này nhất định sẽ được thay đổi. Nghe tới Thanh Vân Bảng, Phùng Vũ và Tào Hỏa nhất thời khẽ thở dài, Tào Hỏa cười khổ nói, lão thiên, đạo lý này sao tông chủ bọn họ không biết chứ? Nhưng mà tiến vào Thanh Vân Bảng khó cỡ nào, yêu nghiệt trên Thanh Vân Bảng không ai không nghịch thiên cả. Đặc biệt là yêu nghiệt của Học viện Hoàng gia với Nguyên Môn, cho dù là chúng ta tới cũng không nhất định có kết quả tốt được. Phùng Vũ thở dài một tiếng, nói, nghĩ lại kiếm tông ta trăm năm trước, khi đó đang thời kỳ hưng thịnh, kiếm phong vừa ra, cho dù là Nguyên Môn cũng phải tránh lui. Không nghĩ tới trăm năm sau lại suy bại như thế này. Nghe vậy trên mặt thiên trưởng lão cũng lộ ra vẻ chua xót, nói, đúng vậy, gần mấy chục năm nay. Từ sau khi Tô Tiên Tử tiến vào Thanh Vân Bảng thì không còn ai có thể tiến vào nữa, vì vậy làm cho kiếm tông chúng ta xuất hiện cục diện như bây giờ, nói cho cùng vẫn là do chúng ta trước đây không chịu tranh đấu a. Tào Hỏa quét mắt nhìn mọi người, nói, nghe nói lần này Giang Tuyết Thành có một thiếu niên 16 tuổi đạt tới cửu phẩm huyền giả tham gia khảo hạch, 16 tuổi cửu phẩm huyền giả, nếu như không phải dùng đan dược ngoại vật để đề thăng thì người này nhất định sẽ trở thành một yêu nghiệt của kiếm tông ta. Phùng Vũ cười gật đầu nói, ta cũng nghe nói, thiếu niên này hình như gọi là Giang Nguyên, được xưng là thiên tài kiệt xuất nhất trăm năm qua của Giang Tuyết Thành. Nếu như lời đồn không sai, chờ sau khi những người trên ngoại môn bảng trở thành đệ tử nội môn thì người này có thể sẽ trở thành ngoại môn đệ nhất nhân. Thiên trưởng lão ở một cười mỉm, cái gì mà thiên tài kiệt xuất trăm năm qua chứ, có ngũ hành huyền khí yêu nghiệt như Dương Diệp sao? Nếu để cho người ta biết ngũ hành huyền khí của Dương Diệp là kim huyền khí thì sợ rằng các phong chủ cùng trưởng lão môn của kiếm tông đều phải khiếp sợ. Chẳng qua lão sẽ không nói chuyện này ra, lão tôn trọng lựa chọn của Dương Diệp. Lúc này Tào Hỏa ngước nhìn mặt trời trên đầu, sau đó nói, lão Phùng, người chủ trì cửa thứ nhất đi. Nghe vậy Phùng Vũ điều chỉnh lại tâm tình, bước lên trước mấy bước, nhìn những thiếu niên còn có chút non nớt bên dưới, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hai tay lão giơ lên. Những thanh âm huyên náo bên dưới nhất thời biến mất không thấy đâu nữa, mọi người lập tức trở nên yên tĩnh. Phùng Vũ nói, các vị, lão phu là trưởng lão ngoại môn Phùng Vũ, các ngươi có thể gọi ta là Phùng trưởng lão, là một trong những người khảo hạch lần này. Đầu tiên lão phu thay mặt kiếm tông hoanh nghênh các ngươi đã đến, tiếp đó, lão phu chúc mừng các ngươi, bởi vì các ngươi có thể đứng ở đây vậy thì chứng minh bản thân các ngươi không tầm. Cho dù không thể trở thành đệ tử ngoại môn kiếm tông thì sau này khẳng định cũng sẽ bất phàm. Nói một hồi lâu, Phùng Vũ tiến vào việc chính, nói, lần khảo hạch này có tất cả ba cửa, cửa thứ nhất kiểm tra cảnh giới cơ bản của các ngươi.
cửa này mục đích là loại những người dùng đan dược để nâng cao cảnh giới, và người có cảnh giới chưa ổn định nữa. Bây giờ ta sẽ phóng ra uy áp vương giả cảnh, ai có thể chịu được đến lúc cuối thì qua cửa. Nói xong Phùng Vũ khẽ động thân, bay lên trời trên đầu 3.000 thiếu niên, sau đó vận chuyển huyền khí trong cơ thể, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng giống như một tòa núi nhỏ đè xuống mọi người bên dưới. A! À, một vài thiếu niên không kịp chuẩn bị cỗ uy áp này làm cho trực tiếp ngã xuống đất. Không tới một phút đồng hồ đã ngã xuống gần một nửa người, nhưng vẫn còn tiếp tục ngã xuống thêm nữa. Nhìn gần nửa thiếu niên đã ngã xuống, thiên trưởng lão và tào lửa trên kiếm đài lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên choan, chất lượng sao mà kém vậy. Ở một nơi khác, một đám thiếu niên mặc thanh sắc trường bào nhìn những thiếu niên trên quảng trường, đám thiếu niên này khoảng chừng 50 người, Liễu Thanh Vũ có ước hẹn 3 tháng sau với Dương Diệp cũng ở trong đó, nhưng mà khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là Liễu Thanh Vũ xếp hạng 19 trên ngoại môn bảng lại đứng ở giữa chứ không phải đứng trước. Nếu có trưởng lão ngoại môn ở đây thì sẽ thấy điều này cực kỳ bình thường. Bởi vì 50 đệ tử ngoại môn này là những đệ tử trên ngoại môn bảng, đây là nhóm đệ tử tinh anh nhất trong các đệ tử ngoại môn. Ở trong đám người này thì Liễu Thanh Vũ cũng chỉ trở nên bình thường thôi. Khi nhìn thấy không tới một phút đồng hồ đã gục mất gần nửa số người thì một gã đứng đầu khóe miệng có nốt ruồi đen lắc đầu nói, lần này bất kể là số lượng hay chất lượng đệ tử ngoại môn đều kém xa lần kia của chúng ta, chẳng thú vị gì cả. Hy vọng đệ tử kiệt xuất nhất trăm năm qua của Giang Tuyết Thành gì đó đừng làm người ta thất vọng. Một thiếu niên mặt tròn bên cạnh thiếu niên có nốt ruồi cũng lắc đầu nói, nhớ lần đó của chúng ta, 5.000 đệ tử, ở cửa thứ nhất chỉ ngã xuống chừng 1.000 người. Mà đợt này xem bộ dáng như vậy sợ rằng phải ngã xuống 2.000, nếu như Phùng trưởng lão không nương tay thì sợ rằng càng nhiều hơn nữa. Về phần thiên tài gì kia, nếu quả thật là 16 tuổi đạt tới cửu phẩm huyền giả trong truyền thuyết thì cũng xem như là yêu nghiệt. Yêu nghiệt, thiếu niên có nốt ruồi cười nhạo một tiếng, nói cho dù hắn 16 tuổi đạt được tiên thiên cảnh cũng không thể xưng là yêu nghiệt ở ngoại môn được, có yêu nữ kia ở đó, ngoại môn ai dám xưng yêu nghiệt. Nghe tới hai từ yêu nữ, thiếu niên xung quanh sắc mặt đều biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Một lát sau thiếu niên mặt tròn cười khổ nói, yêu nữ kia vừa tới kiếm tông thì chiếm lấy đệ nhất ngoại môn bảng, nghe nói bình thường nàng còn đi tìm trưởng lão ngoại môn khiêu chiến, thiên phú như vậy, người khác đều nói chúng ta yêu nghiệt, so với nàng chúng ta còn kém không biết bao xa nữa. Thiếu niên nốt ruồi cũng khẽ thở dài nói, dưới hào quang của nàng, chúng ta xếp thứ hai và thứ ba ngoại môn bảng cũng sắp bị các trưởng lão quên rồi. Phải cố gắng hơn nữa chứ nếu không sau này gặp mặt nàng chẳng thèm nhìn chúng ta nữa. Thiếu niên mặt tròn tán thành gật đầu, gã cũng vốn là thiên tài trong thiên tài, thế nhưng sau khi gặp phải yêu nữ kia thì gã không dám nói mình là thiên tài nữ. Yêu nữ kia thật sự quá đả kích người. Ở giữa sân, Dương Diệp nhắm mắt tập trung tinh thần, không chịu ảnh hưởng của uy áp vương giả cảnh chút nào cả. Căn cơ của hắn rất ổn, lại đã trải qua chiến đấu sinh tử, hơn nữa cũng trải qua uy áp linh giả cảnh, đối với uy áp vương giả cảnh, lại còn là uy áp nương tay của Phùng Vũ. Hắn căn bản không chịu chút ảnh hưởng nào. Đột nhiên hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía bên phải, lúc này bên phải hắn đang có một thiếu niên khoảng chừng 16 tuổi đang nhìn hắn. Thiếu niên mặc trường bào màu trắng rất đẹp, khuôn mặt tuy rằng có chút non nớt nhưng cả người có một loại khí chất cao quý, chỉ có điều ngạo khí trên mặt thì không thể nào che giấu được. Đương nhiên quan trọng nhất chính là thiếu niên cũng giống như hắn, đối mặt với uy áp vương giả cảnh cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Điều này làm cho Dương Diệp trong lòng có chút kinh ngạc. Nhìn thấy Dương Diệp nhìn về phía mình, Giang Nguyên nhất thời thu hồi ánh mắt của mình lại, nhỏ giọng nói, xem ra lần khảo hạch ngoại môn này cũng không phải đều là phế vật, nhưng mà có vài người để làm nền cũng tốt, không thì cũng không thú vị chút nào. Dương Diệp cũng thu hồi ánh mắt, sau đó lại nhắm mắt dưỡng thần. Thực lực đối phương có thể mạnh, nhưng với hắn mà nói thì không có chút ý nghĩa gì cả. Nửa canh giờ trôi qua, Phùng Vũ thu hồi khí thế lại, xoay người lướt về trên kiếm đài. Khi thấy bên dưới ngã xuống một đống chỉ còn lại khoảng 1.000 tên thiếu niên thì Phùng Vũ khẽ lắc đầu thở dài, lão đã nương tay rồi mà không ngờ vẫn có nhiều người bị loại như vậy, tâm tình bây giờ có thể biết được như thế nào. Khí thế của Phùng Vũ vừa thu, rất nhiều người đều nhất thời thả lỏng một hơi. Thấy cảnh tượng như vậy, Dương Diệp âm thầm lắc đầu, nếu như Phùng trưởng lão kéo dài thêm nữa, hoặc uy áp mạnh hơn một chút, sợ rằng còn có rất nhiều người ngã xuống.
nhìn một số thiếu niên ngã xuống bên cạnh, khóe miệng Giang Nguyên hiện lên nụ cười khinh thường, nhỏ giọng nói, phế vật, ngay cả uy áp vương giả cảnh cũng không chịu được. Nói xong quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, lộ ra điệu cười đáng suy ngẫm. Nhìn thấy nét mặt của thiếu niên kia, Dương Diệp nhíu mày, bây giờ mấy tên ngu ngốc hay đi gây chuyện nhiều quá. Lúc này thiên trưởng lão tiến lên trước vài bước, nhìn 1000 thiếu niên còn lại nói, ai đã ngã xuống thì qua một bên, còn đứng thì lập tức ngồi thiền nghỉ ngơi, nửa canh giờ nữa bắt đầu cửa thứ hai. Hảo cao vụ viễn, theo đuổi những thứ viễn vông, xa vời. Tận dụng tư nguyên, tận dụng thứ có sẵn của mình. Thanh sắc trường bào, áo khoác dài màu xanh. Nửa canh giờ thoáng chốc trôi qua, sau khi mọi người nghỉ ngơi xong thì thiên trưởng lão trên kiếm đài cũng mở hai mắt, ánh mắt quét xuống 1000 đệ tử đứng thẳng bên dưới, khi nhìn thấy Dương Diệp thì ánh mắt hơi ngừng lại, khẽ gật đầu, sau đó cao giọng nói, cửa thứ hai chính là kiểm tra ý chí kiếm đạo của các ngươi, đi theo ta. Nói xong xoay người đi ra phía sau. Nghe vậy 1000 tên thiếu niên vội vàng đi theo. Không chỉ có 1000 thiếu niên này, ngay cả những thiếu niên bị loại bên cạnh cũng đi theo. Tuy rằng bọn họ đã bị loại nhưng kiếm tông vẫn cho phép bọn họ ở lại theo dõi. Mê huyễn trận sao? Ở chỗ nào đó, thiếu niên nốt ruồi khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó cũng đi theo. Những đệ tử trên ngoại môn bảng phía sau cũng vội vàng đi theo luôn. Không tới một hồi, dưới sự dẫn dắt của thiên trưởng lão, mọi người đi tới trước một vòng sáng đổi màu khổng lồ. Vòng sáng đổi màu rất lớn, chứa mấy nghìn người cũng không thành vấn đề. Ở bên trong vòng sáng lóe lên đủ loại phù văn, đồng thời các loại phù văn còn chuyển động dựa theo quỹ đạo nào đó. Đây là mê huyễn trận, nhìn vòng sáng trước mắt, Dương Diệp thấp giọng nói. Mê huyễn trận hắn đã từng nghe qua, nghe nói là do một trận pháp sư rất lâu trước đây của kiếm tông chế tạo, trong đó còn có rất nhiều phù văn có tác dụng kỳ dị do phù văn sư khắc vào, bởi vì có những phù văn đó mà người tiến vào sẽ gặp một loại ảo cảnh, cho nên vòng sáng này được gọi là mê huyễn trận. Có điều ảo cảnh mà mê huyễn trận này sinh ra so với ảo cảnh của vòng tay mà hắn đưa cho Tô Thanh Thi sinh ra có chút chênh lệch, bởi vì mê huyễn trận này chỉ khảo nghiệm ý chí của con người, ở trong ảo cảnh bị thương cũng không liên quan tới hiện thực, mà vòng tay hắn đưa cho Tô Thanh Thi thì sẽ thật sự làm cho người đó cũng bị thương ở ngoài hiện thực. Thiên trưởng lão xoay người nhìn mọi người, nói trận này gọi là mê huyễn trận, từ lúc bắt đầu khởi động trận pháp đến khi hết 3 nén hương vẫn chưa thể tỉnh lại thì bị loại. Bây giờ đi vào đi. Nghe vậy 1000 thiếu niên vội vã tiến vào trong vòng sáng, sau đó chờ đợi ảo cảnh xuất hiện. Sau khi nhìn thấy mọi người tiến vào vòng sáng, thiên trưởng lão trầm giọng nói, nhớ kỹ, tất cả đều là hư ảo. Nói xong vung tay phải lên, một tấm phù lục bay lên phía trên vòng sáng, sau một khắc, phù văn trong vòng sáng màu xanh bắt đầu chuyển động. Thiên địa hoán chuyển, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Khi thấy cảnh tượng trước mắt thì viền mắt Dương Diệp nhất thời đỏ lên. Thành thị quen thuộc, con đường quen thuộc, ngôi nhà bằng đá quen thuộc, tất cả đều quen thuộc, đây chính là An Nam Thành. Mà ngôi nhà đá trước mắt này chính là ngôi nhà hắn sống từ lúc nhỏ tới lớn. Những gì trước mắt hắn đều vô cùng quen thuộc, cho dù nhắm mắt lại cũng sẽ không lạc đường. Dương Diệp chậm rãi đi tới chiếc ghế gỗ dài trước căn nhà đá, nhìn nó ánh mắt Dương Diệp dần dần trở nên ướt lên. Trước kia hắn cùng với muội muội và mẫu thân hay ngồi trên chiếc ghế này, mẫu thân ngồi ở giữa một bên thêu thùa, một bên để cho hắn và muội muội xoa chân cho người. Sau một hồi lâu, ánh mắt hắn rời đi nhìn về một bức tranh được vẽ bằng than trên vách đá. Thấy bức tranh này, trong lòng Dương Diệp có chút ấm áp, mũi cũng có chút cay cay. Nội dung bức tranh là một tiểu cô nương tóc tết thành hai bím nắm một đứa bé trai, tiểu cô nương chính là muội muội tiểu giao của hắn, mà đứa bé trai kia tất nhiên là hắn. Chỉ là không biết ai vẽ thêm trên đầu đứa bé trai hai cái bím tóc nữa làm cho bé trai biến thành một tiểu cô nương. Bức tranh này không phải do người khác vẽ mà chính là do hắn vẽ. Còn hai bím tóc trên đầu bé trai là trò đùa của tiểu giao. Két! Đúng lúc này, cửa ngôi nhà đột nhiên mở ra, một tiểu cô nương chừng 15, 16 tuổi và một người phụ nữ chừng 30 tuổi bước ra. Tiểu cô nương thắt hai bím tóc, ăn mặc một chiếc váy cũ nhưng cực kỳ sạch sẽ. Lông mi hình lá liễu, đôi mắt linh động, chiếc mũi tinh xảo, tuy rằng ăn mặc cũ nát nhưng không thể che giấu được dung nhan thanh tú của nàng. Mỹ phụ cũng mặc một chiếc váy cũ nhưng cũng cực kỳ sạch sẽ, khoảng chừng 30 tuổi, khuôn mặt trái xoan, làn mi lá liễu, vóc người tinh tế đầy đặn,
chỉ là trên gương mặt và trên tay hiện đầy vết tích phong xương, đặc biệt là đôi tay kia, ở xa cũng có thể nhìn thấy vết chai dày đặc. Khi tiểu cô nương thấy Dương Diệp thì hai mắt nàng sáng lên, sau đó một chút thì lại đỏ lên, nàng chạy đến trước mặt Dương Diệp ôm chặt lấy hắn, nói ca, sao bây giờ ca mới trở về, sao bây giờ mới về, mới nói tới đó tiểu cô nương đã khóc không thành tiếng. Tay của Dương Diệp dừng giữa không trung một lúc lâu, khi cảm giác được nước mắt trước ngực thì rốt cục hai tay cũng rơi xuống trên lưng tiểu cô nương, sau đó Dương Diệp vô ý thức nói, không phải ca đã về rồi sao? Đừng khóc nữa. Khóc nữa tiểu giao sẽ trở thành con mèo xấu, khó coi lắm. Muội mặc kệ, ai bảo ca hai năm không chịu về lần nào, ai bảo ca hai năm không chịu về lần nào, muội cứ khóc cho ca ấy náy chết. Tiểu cô nương rúc đầu vào trong lòng Dương Diệp, khóc không ra tiếng. Lúc này Mỹ Phụ cũng đi tới trước mặt Dương Diệp, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn, sau đó lại vuốt ve gương mặt hắn, trên mặt hiện ra vẻ từ ái, ôn nhu nói, mấy năm nay con ở Kiếm Tông chịu khổ cực. Bây giờ quay về là tốt rồi, đợi mẫu thân đi làm cho con món thịt chua ngọt con thích ăn nhất. Mẫu thân, Dương Diệp mũi cay cay, hai mắt lại ướt lên, nói, mấy năm nay để người chịu khổ rồi, mẫu thân yên tâm, từ nay về sau con sẽ không để cho người và tiểu giao bị khổ nữa. Con hứa, đứa ngốc, Mỹ Phụ mỉm cười nói, chỉ cần con và Giao Nhi sống được tốt, nương cho dù ăn khổ nhiều hơn cũng nguyện ý. Được rồi, khó có khi con trở về, không nói những chuyện này nữa. Nương đi làm thịt chua ngọt cho các con, Giao Nhi là muốn ăn món này lắm đấy. Con đâu có chứ, Giao Nhi ngẩng đầu lên chối cãi. Nhìn trên mặt tiểu Giao còn vương nước mắt trong suốt, Mỹ Phụ và Dương Diệp nhất thời cười lên. Ngoài hiện thực, trong vòng sáng màu xanh chỉ còn lại một mình Dương Diệp. Những người khác nếu không phải tỉnh lại thì cũng đã hoàn toàn đánh mất chính mình trong ảo cảnh. Lúc này ánh mắt mấy nghìn người xung quanh đều rơi vào trên người Dương Diệp đang đứng giữa vòng sáng. Có ánh mắt khinh thường, có ánh mắt hả hê, có ánh mắt hiếu kỳ, còn nhiều loại khác nữa. Thiên trưởng lão nhìn lư hương trên bàn đá trước vòng sáng màu xanh, trong lư hương, nén hương còn lại duy nhất đã cháy hơn một nửa, mà Dương Diệp vẫn chưa tỉnh lại, thiên trưởng lão kìm lòng không được nắm chặt hai tay lại. Đồng thời trong lòng vô cùng nghi hoặc, ý chí của Dương Diệp như thế nào lão rõ ràng nhất, từ nhỏ lớn lên trong đau khổ, đi tới Kiếm Tông, lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhưng hắn cũng chưa từng bỏ qua, ý chí này có thể nói yếu sao? Như vậy nhất định không thể là yếu, thế nhưng vì sao Dương Diệp vẫn chưa tỉnh lại? Hơn nữa nếu như Dương Diệp đã hoàn toàn trầm luân trong đó thì hắn đã bị loại bỏ mới đúng, bây giờ hắn còn đứng trong đó, trên mặt vẫn rất bình tĩnh không gì sánh được, vậy là vì sao chứ? Không chỉ có thiên trưởng lão nghi hoặc, ngay cả là Phùng Vũ và Tào Hỏa cũng nghi hoặc không giải thích được, điều này quá không hợp lý. Ở nơi nào đó, thiếu niên có nốt ruồi nhìn Dương Diệp giữa sân trầm giọng hồi lâu rồi nói, có chút ý tứ đấy. Thiếu niên mặt tròn bên cạnh gã cũng gật gật đầu, nói, đúng là có chút ý tứ. Nghe được lời hai người nói, Liễu Thanh Vũ ở phía sau hai người cười nhạt một tiếng, có ý tứ. Loại người ý chí không vững vàng này quả thật là có chút ý tứ. Đồng thời y có chút hối hận đã thành lập ước hẹn 3 tháng kia với Dương Diệp, loại phế vật này thật không đáng y xuất thủ. Bất chi bất giác, nửa nén hương lại mất đi 1/2, thế nhưng Dương Diệp vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này Giang Nguyên vốn đang nhắm mắt dưỡng thần một bên mở hai mắt ra, sau đó đi tới trước mặt thiên trưởng lão, ôm quyền nói, thiên trưởng lão, theo tại hạ thấy thì lúc này người kia đã trầm luân trong ảo cảnh rồi, người như vậy không có tư cách trở thành đệ tử Kiếm Tông, nên loại trực tiếp luôn. Vốn gã còn có chút mong chờ với Dương Diệp, nhưng thấy Dương Diệp ở lâu trong ảo cảnh như vậy mà chưa ra. Gã không khỏi có chút thất vọng. Đợi trong ảo cảnh lâu như thế, người như này ý chí không kiên định, không có tư cách làm nền cho hắn. Loại trực tiếp đi, hắn dựa vào gì mà bắt chúng ta chờ hắn chứ? Đúng vậy, loại người ý chí không kiên định này Kiếm Tông nhận làm gì chứ? Nhận làm sai vặt sao? Làm sai vặt, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thiếu niên kia chính là đệ tử tạp dịch của Kiếm Tông, có người nói trước kia hắn cũng là đệ tử ngoại môn. Nhưng mà không ai ngờ được sau 1 năm vẫn không thể thành huyền giả, cuối cùng bị giáng xuống làm đệ tử tạp dịch, còn được gọi là phế vật đệ nhất Kiếm Tông. Chuyên bác tri ân. Gì, là đệ tử tạp dịch thật sao? Loại đi, ta không muốn thành đệ tử đồng môn với người như thế. Đúng thế, thành đồng môn với người như thế, sau này ra ngoài ta cũng thấy xấu hổ khi nói mình là đệ tử Kiếm Tông.
Trong lúc nhất thời, vốn trên sân đang yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào. Trong đó lớn tiếng kêu gào loại bỏ Dương Diệp không chỉ có những thiếu niên đã qua cửa, còn có những đệ tử bị loại xung quanh nữa. Đệ tử đã qua cửa kêu gào loại bỏ, đương nhiên là thấy xấu hổ khi làm đồng môn với Dương Diệp, mà những đệ tử bị loại có hơn một nửa là gây rối, mang tâm lý ta bị loại thì ngươi cũng bị loại đi. Thiên trưởng lão lạnh lùng liếc mắt nhìn Giang Nguyên, nếu như không phải bởi vì đối phương là người tỉnh lại đầu tiên, lại mới 16 tuổi đạt tới cửu phẩm huyền giả thì lão đã không do dự quát cho một trận. Thế nhưng nghĩ tới thiên phú của đối phương, lão chỉ có thể ngăn tức giận trong lòng lại, ánh mắt bỏ qua Giang Nguyên liếc nhìn mọi người, nói yên lặng, kiếm tông có quy định của kiếm tông, nói ba nén hương thì chính là ba nén hương, cứ chờ đó cho ta. Không muốn chờ thì lập tức cút xuống núi đi. Thấy trưởng lão nóng giận, mọi người nhất thời không dám nói gì nữa, tất cả trở nên yên tĩnh lại. Cho dù như thế nào thì bây giờ bọn họ vẫn chưa có năng lực phản lại trưởng lão ngoại môn. Giang Nguyên trong lòng cũng cả kinh, gã biết đã đắc tội trưởng lão ngoại môn trước mắt này rồi. Chẳng qua trong chốc lát gã liền không thèm để ý nữa, gã tin tưởng chỉ cần lộ ra con bài chưa lật thì sẽ có trưởng lão khác lôi kéo gã. Nghĩ vậy Giang Nguyên nghiêng người lui qua một bên, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Dương Diệp đã trở nên bất thiện. Huyễn cảnh mê thất, lạc lối trong ảo cảnh. Mỹ phụ, người phụ nữ xinh đẹp. Trong ngôi nhà đá, Dương Diệp và muội muội cùng với mẫu thân ngồi ở trước bàn ăn làm thành từ tấm đá, trên bàn có ba món mặn một món canh, ba món mặn đều là món Dương Diệp vô cùng thích. Đặc biệt là món thịt chua ngọt ở giữa bàn, không chỉ có hắn thích ăn nhất mà Tiểu Giao cũng vậy. Mặc dù hắn và Tiểu Giao đều rất thích ăn thịt chua ngọt, thế nhưng trừ những ngày lễ trọng đại gia thì bọn họ không có cơ hội ăn nó. Bởi vì đối với gia đình bọn họ thì ăn thịt là một chuyện vô cùng xa xỉ. Ca, ca ăn đi. Tiểu Giao gắp một miếng thịt chua ngọt đặt vào trong bát Dương Diệp, sau đó lại gắp một miếng vào trong bát Mỹ Phụ, cuối cùng mới gắp một miếng cho mình, có điều nàng cũng chưa ăn luôn mà vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm vị ngọt xung quanh miếng thịt, trên mặt lộ ra biểu tình say mê. Đứa nhỏ này, nhanh ăn đi, trong bát còn có nhiều mà. Mỹ Phụ giơ tay xoa đầu Tiểu Giao, ôn nhu nói. Mà Dương Diệp mũi chua xót, trong lòng cảm thấy xấu hổ tự trách, nếu như mình có bản lĩnh, Tiểu Giao và mẫu thân sẽ không chịu khổ nhiều như vậy, nếu như mình có bản lĩnh, Tiểu Giao và mẫu thân sẽ không bị Liễu gia bắt nạt. Mình là nam tử duy nhất trong nhà, lại để cho muội muội và mẫu thân chịu nhiều ủy khuất như vậy, mình thật là vô dụng. Ca, ca ăn nhanh đi, nhìn ca gầy quá, ăn thêm mấy miếng thịt để tẩm bổ đi. Lúc này Tiểu Giao lại gắp một miếng thịt chua ngọt bỏ vào trong bát Dương Diệp. Đúng thế, Mỹ Phụ yêu thương nhìn Dương Diệp nói, đứa nhỏ này ở kiếm tông chịu không ít khổ, ăn nhiều một chút. Nói xong cũng gắp một miếng thịt vào trong bát Dương Diệp. Nghe vậy nước trong mắt Dương Diệp không nhịn được nữa, từ từ trào ra. Hắn cầm lấy đũa, cố gắng mỉm cười sau đó gắp một miếng thịt chua ngọt ăn. Nhìn thấy Dương Diệp bắt đầu ăn, Mỹ Phụ mỉm cười, có điều bà cũng không ăn mà cứ nhìn Dương Diệp ăn như vậy. Sau một lát lại nhìn Tiểu Giao, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không tới một hồi, Dương Diệp đã ăn xong ba miếng thịt trong bát. Hắn ngẩng đầu nhìn Mỹ Phụ và Tiểu Giao, trên mặt vô cùng bình tĩnh, không có cảm xúc dao động như lúc trước nữa. Ca, đừng nhìn Giao Nhi như vậy, Giao Nhi có chút sợ. Bị hai mắt không chút tình cảm nào của Dương Diệp nhìn chằm chằm, Tiểu Giao có chút sợ hãi, rụt rè nói. Sao vậy, có phải không thoải mái không? Thấy Dương Diệp có gì đó không đúng, Mỹ Phụ vội đứng lên quan tâm hỏi thăm. Dương Diệp không nói gì, chỉ là thâm ý liếc nhìn Mỹ Phụ và Tiểu Giao một cái, sau đó khép hờ hai mắt, sau một khắc, kiếm khí xẹt qua giữa sân, hai vệt máu tươi rải dài trên đất. Đồng thời Dương Diệp cảm giác được cảnh tượng trước mắt vỡ thành từng mảnh nhỏ, trong đầu hơi mê muội. Qua một hồi, Dương Diệp mở hai mắt ra, mọi người, Khảo Hạch Phong, vòng sắc màu xanh, tất cả đều quen thuộc. Dương Diệp hít sâu một hơi, không quan tâm tới ánh mắt của mấy nghìn người, đi thẳng tới trước mặt thiên trưởng lão, ôm quyền với ông ấy, sau đó yên lặng đi qua một bên. Trong lòng thiên trưởng lão thả lỏng một hơi, lão tuy không biết Dương Diệp gặp được gì trong ảo cảnh, nhưng từ biểu hiện trên mặt của Dương Diệp thì thấy được hắn vẫn luôn giữ vững bản tâm, không có lầm đường lạc lối. Chỉ là vì sao hắn không có lựa chọn tỉnh lại, nghĩ một hồi, thiên trưởng lão không nghĩ nữa. Cho dù như thế nào. Dương Diệp qua cửa là tốt rồi. Nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, cửa tiếp theo khảo hạch thực lực,
Thiên trưởng lão nói. Nghe được lời thiên trưởng lão nói, mọi người không dám có gì nghĩ, cũng không dám kêu gào loại bỏ gì nữa, tất cả đều xếp bằng ngồi tại chỗ, cầm lấy năng lượng thạch kiếm tông phát cho để khôi phục huyền khí trong cơ thể. Giang Nguyên ở cách Dương Diệp nhìn nén hương vừa cháy hết, lại nhìn Dương Diệp yên lặng không nói, hừ lạnh một tiếng, vẻ khinh thường trong mắt hiện lên càng đậm. Lúc trước còn tưởng hắn là một nhân vật thế nào, không nghĩ tới lại là một đệ tử ngoại môn bị giáng chức, vừa nghĩ tới lúc nãy vì tên đệ tử tạp dịch này mà đắc tội một trưởng lão ngoại môn, trong lòng gã vô cùng khó chịu. Hy vọng ngươi có thể kiến chỉ tiến vào 10 hạng đầu. Giang Nguyên thấp giọng nói một câu, sau đó thu hồi ánh mắt. Gã hy vọng Dương Diệp có thể tiến vào 10 hạng đầu, vì đệ tử vào 10 hạng đầu sẽ tham gia một cuộc tỷ thí, trận tỷ thí này không những được kiếm tông khen thưởng, còn có ý nghĩa nữa đó chính là xếp hạng càng cao càng dễ được trưởng lão kiếm tông nhìn chúng bồi dưỡng, hơn nữa còn có thể nhanh chóng tạo quan hệ. Đương nhiên gã hy vọng Dương Diệp có thể tiến vào 10 hạng đầu mục đích chủ yếu là muốn ra tay giáo huấn đối phương. Ở nơi nào đó, thanh niên có nốt ruồi đảo ánh mắt qua trên người những đệ tử qua cửa. Cuối cùng rơi vào trên người Giang Nguyên, nói có 600 người qua cửa, thời gian tỉnh lại của y nhanh nhất, chỉ không tới mấy hơi thở, xem ra y là thiên tài trăm năm mới xuất hiện của Giang Thành, Giang Nguyên. Thiếu niên mặt tròn bên cạnh thiếu niên nốt ruồi tán thành gật đầu, nói, nghe đồn y là cửu phẩm huyền giả, thực lực thật sự của y chắc là cửu phẩm đỉnh phong. Chờ sau khi hắn thành đệ tử tông môn bồi dưỡng một thời gian ngắn phỏng chừng có thể thăng cấp tiên thiên. Chờ sau khi nhóm ngoại môn bảng chúng ta thành đệ tử nội môn, nếu như không có yêu nghiệt khác xuất hiện thì y sẽ là người đứng đầu ngoại môn. Thiếu niên nốt ruồi bình thản nói, 16 tuổi cửu phẩm đỉnh phong, thiên phú như vậy quả thực cũng coi như tốt. Bồi dưỡng một chút cũng sẽ rất có tiền đồ, chỉ là ta thấy y cực kỳ kiêu ngạo, không biết che giấu phong mang, loại tính cách này ngày sau sẽ nếm đau khổ không ít đâu. Thiếu niên mặt tròn cười nói, người trẻ tuổi có bản lĩnh, kiêu ngạo cũng rất bình thường. Ngươi thử nghĩ xem, trước đây khi yêu nữ chưa tới thì ta với ngươi ngông cuồng tự đại, không xem ai vào mắt. Mặc dù bây giờ chúng ta đem ngạo khí thu lại nhiều rồi thế nhưng rõ ràng trong xương cốt chúng ta vẫn rất kiêu ngạo đấy thôi. Kiêu ngạo muốn thay đổi, phải bị đả kích. Thiếu niên nốt ruồi gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, yên lặng một lát rồi nói, hắn rất kỳ lạ, ngươi nhìn hắn trước khi tỉnh lại, trong mắt vẫn rất tỉnh táo, trên mặt không có chút tình cảm dao động nào cả. Chứng tỏ từ khi ảo cảnh bắt đầu hắn vẫn giữ vững bản tâm. Chỉ là vì sao hắn dừng lại trong ảo cảnh lâu như thế? Có lẽ là trong ảo cảnh gặp phải mỹ nữ nào đó. Người nói không phải thiếu niên mặt tròn mà là Liễu Thanh Vũ vẫn đang yên lặng sau hai người. Thiếu niên nốt ruồi và thiếu niên mặt tròn nói ra nguyên kia gã không dám xen miệng vào. Thế nhưng nói đến Dương Diệp thì gã có chút nhịn không được. Thiếu niên nốt ruồi thản nhiên liếc nhìn Liễu Thanh Vũ. Nói, đều là đệ tử trên ngoại môn bảng, khuyên ngươi một câu, vĩnh viễn đừng xem thường đối thủ của mình. Liễu Thanh Vũ vội vàng cung kính gật đầu, bộ dạng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Chẳng qua trong lòng gã lại không cho là đúng, gã còn nhớ rõ trước đây Dương Diệp ngay cả một chiêu của gã cũng tiếp không được. Thời gian khoảng một tháng hắn có thể mạnh đến mức nào đây? Cùng lắm thì gã ra hai chiêu là được. Giữa sân, Dương Diệp khép hờ hai mắt, hắn không hấp thu năng lượng thạch. Thành thật mà nói, mọi thứ trong ảo cảnh trước đó vẫn có ảnh hưởng với hắn. Mục tiêu phấn đấu của cả đời hắn chính là vì muội muội và mẫu thân, trong ảo cảnh xuất hiện hai người đã lâu không gặp, hắn vẫn vô cùng chấn động. Khi mới bắt đầu hắn cũng biết đây chẳng qua chỉ là ảo cảnh, thế nhưng hắn thật sự không muốn tỉnh lại nhanh như vậy. Chẳng qua hắn cũng biết loại ý nghĩ này không thể được. Bởi vì ảo trận trước mắt chỉ có thể coi là ảo trận bình thường. Nếu như là loại ảo trận cao cấp thì nếu hắn dám ở lại trong đó, hắn nhất định sẽ thập tử vô sinh. Chung quy mà nói, ý chí võ đạo của hắn cũng có nhược điểm này chính là muội muội và mẫu thân. Vấn đề này nếu như không giải quyết, sau này có thể còn gặp phải vấn đề khác. Nghĩ thế Dương Diệp hít sâu một hơi, nói, sau khi khảo hạch kết thúc có lẽ nên về nhà một chuyến. Nửa canh giờ bất chi bất giác trôi qua. Lúc này Tào Hỏa trưởng lão đi tới trước mặt 600 thiếu niên còn lại, vẻ thất vọng trên khuôn mặt khó có thể che giấu. Số lượng lần này thật sự kém hơn rất nhiều so với lần trước. Nếu như sang năm cũng như vậy nữa thì sợ rằng ngoại môn kiếm tông sẽ xuất hiện tình cảnh xấu hổ không có người nữa mất. Hy vọng mấy yêu nghiệt của kiếm tông lần này có thể tiến vào thanh vân bảng, không thì tương lai của kiếm tông sẽ phải lo ngại rồi.
nhìn 600 thiếu niên dưới sân, Tào Hỏa nhỏ giọng lẩm bẩm. Sau một lát, Tào Hỏa điều chỉnh tâm trạng mình lại cho tốt, sau đó cao giọng nói, cửa tiếp theo, khảo hạch năng lực thực chiến, đi theo ta. Nghe vậy mọi người liền vội vàng đứng lên đi theo sau Tào Hỏa. Kiếm tháp à, ở nơi nào đó, thiếu niên nốt ruồi nhỏ giọng nói. Thiếu niên mặt tròn cười he he nói, trước đây yêu nữ xông tới cửa thứ 20, phá kỷ lục Tô Tiền Bối để lại mười mấy năm trước, không biết lần này có người phá kỷ lục yêu nữ kia để lại hay không? Có khả năng sao? Không biết ai nói một câu. Phong mang, mũi nhọn, tài năng. Kiếm nô tháp nằm đơn độc trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, diện tích mấy trăm trượng, có tất cả 29 tầng, mỗi một tầng cao khoảng 5-6 trượng, từ đáy tháp nhìn lên không thể nhìn thấy đỉnh tháp. Ở xung quanh thân tháp có rất nhiều phù văn kỳ dị, những phù văn này không giống như phù văn ở trong mê huyễn trận. Những phù văn trên kiếm nô tháp rất lớn, lớn hơn mấy lần so với phù văn trong mê huyễn trận. Hơn nữa mặc dù những phù văn trên kiếm nô tháp không được kích hoạt nhưng chỉ cần là một huyền giả thì đều có thể cảm nhận được những phù văn này rất kinh khủng. Tào Hỏa nhìn kiếm nô tháp trước mắt, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng, sau một lát lão xoay người nhìn đám thiếu niên trên mặt đầy hiếu kỳ và kinh hãi phía sau, nói kiếm nô tháp là một đạo khí do năm xưa tổ sư ra đích thân chế tạo, đồng thời cũng là một trong những chấn tông chi bảo của kiếm tông, các ngươi tu luyện ở trong đó sẽ được lợi ích rất lớn. Cho nên nếu như có thể thì cố gắng qua nhiều tầng vào, càng lên cao các ngươi có thể ở lại càng lâu hơn. Xôn xao. Nghe được lời nói của Tào Hỏa, đám người trở nên xôn xao, ánh mắt mọi người nhìn về kiếm nô tháp trở nên nóng bỏng. Mọi người thật không ngờ cái tháp này lại là một đạo khí là cái gì? Đó là loại cấp bậc vượt xa huyền bảo. Mặc dù đa số gia thế mọi người không kém, thế nhưng đừng nói là đạo khí. Ngay cả huyền bảo địa giai hay huyền bảo huyền giai cũng hiếm thấy được, bây giờ nhìn thấy đạo khí trong truyền thuyết, bọn họ sao lại không kích động chứ? Đừng nói những thiếu niên kia, ngay cả tính cách bình tĩnh trầm ổn như Dương Diệp cũng có chút kích động. Lúc nãy thấy những phù văn trên tháp này hắn đã biết tháp này chắc chắn không bình thường, thế nhưng hắn không nghĩ tới một thứ khổng lồ như này lại là một cái đạo khí. Uy lực của huyền bảo địa giai hắn đã được chứng kiến, chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Mà đạo khí còn trên cả huyền bảo, vậy thì uy lực kinh khủng như thế nào? Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Tào Hỏa lắc đầu mỉm cười, biểu tình của những người này cũng gần giống như của lão trước kia. Lão tiếp tục nói, đừng kích động, bây giờ các ngươi ghi nhớ lời ta nói. Sau khi đi vào, mỗi một tầng sẽ gặp một kiếm nô, chiến thắng kiếm nô có thể lên tầng tiếp, thua sẽ bị đưa ra ngoài. À, mỗi lần lên một tầng các ngươi có cơ hội nghỉ ngơi một canh giờ. Tào trưởng lão, trong đó có thể dùng phù lục và các loại ngoại vật gì đó không? Lúc này một thiếu nữ mặc váy xanh đi tới trước mặt Tào Hỏa, cung kính hỏi. Nhìn thiếu nữ trước mắt, trên mặt Tào Hỏa hiện lên nụ cười dịu dàng, biểu hiện tốt nhất trong huyễn trận lúc trước chính là thiếu nữ này và Giang Nguyên. Hơn nữa khiến ba người giám khảo bọn họ kinh hỉ chính là thiếu nữ chưa tới 16 tuổi trước mặt này có thể cũng là cửu phẩm huyền giả đỉnh phong, làm cho ba người họ hưng phấn không thôi. Khảo hạch này mục đích chính là kiểm tra năng lực thực chiến của mọi người, cho nên trong đó không thể dùng các thứ như năng lượng thạch và phù lục. Tào Hỏa nhẹ nhàng nói. Nghe vậy thiếu nữ mặc váy xanh ôm quyền với Tào Hỏa, sau đó lùi về một bên. Chỉ là một ảo trận mà thôi, không cần dùng đến ngoại vật. Lúc này Giang Nguyên ở một bên liếc mắt nhìn thiếu nữ váy xanh, thản nhiên nói. Tuy rằng gã nói rất bình tĩnh, thế nhưng vẻ khiêu khích và khinh thường trong mắt thì không che giấu được. Thiếu nữ váy xanh biến sắc, nàng cung kính với trưởng lão không có nghĩa là cũng cung kính với người khác, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, giọng lớn thật đấy, chỉ mong không phải là khoác lác. Vậy sao? Giang Nguyên đột nhiên cười lên, nói ta thấy ngươi lúc nãy trong huyễn trận biểu hiện cũng không tệ lắm, không biết có hứng thú đánh cược một phen không? Đánh cược gì? Thiếu nữ váy xanh nhíu mày lại, lạnh lùng nói, trong thành thị nàng sống, nàng còn chưa từng sợ ai. Nhìn thấy hai người tranh đấu, Tào Hỏa bên cạnh cũng không ngăn lại, ngược lại có hứng thú nhìn xem. Nghe được thiếu nữ váy xanh nói, Giang Nguyên vung tay phải lên, một trường kiếm đỏ rực như lửa xuất hiện trong tay hắn, cầm trường kiếm trong tay, Giang Nguyên ngạo nghễ nói, chúng ta cược xem ai lên được cao hơn, ta dùng thanh huyền giai hạ phẩm xích hồng kiếm này đặt cược. Từ sau khi mất hứng thú đối với Dương Diệp, gã lại đi tìm phong nền mới,
chỉ là khiến gã có chút ngoài ý muốn chính là phong nền này cũng là 16 tuổi đạt tới cửu phẩm huyền giả đỉnh phong. Chẳng qua gã cũng không kiêng kỵ chút nào cả, trái lại càng thêm hưng phấn. Có người này làm nền cho gã, danh tiếng của gã nhất định sẽ càng thêm vang dội, sau đó không chỉ được tầng lớp cao của kiếm tông chú ý, thành lập vây cánh cho mình ở kiếm tông càng thêm dễ. Nhìn thấy Giang Nguyên lại có thể đưa ra huyền bảo huyền giai, mọi người lại lần nữa xôn xao lên. Ánh mắt nhiều thiếu nữ nhìn về phía Giang Nguyên đã thêm một ít nóng bỏng. Giang Nguyên thực lực cao, lại đẹp trai, hơn nữa tiện tay liền lấy ra một vũ khí huyền khí, đây quả thực là cao phú soái. Mà ánh mắt một vài nam thiếu niên cũng có chút nóng bỏng, cũng không phải bọn họ có sở thích không tốt đẹp gì mà bọn họ đã chuẩn bị để lôi kéo quan hệ với Giang Nguyên. Không thể nói bọn họ đầu cơ thế lực, nơi nào có người thì sẽ có tranh đấu, những thiếu niên thiếu nữ này vừa mới gia nhập kiếm tông, nhất định sẽ muốn tìm một chỗ dựa trước, hoặc là thành lập một thế lực nhỏ. Mà đối với nhiều đệ tử nhà nghèo thì Giang Nguyên có thực lực mạnh mẽ chính là một chỗ dựa tốt. Nhìn thấy Giang Nguyên tiện tay lấy ra một thành huyền bảo huyền giai, Dương Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, chẳng qua hắn cũng không động tâm, huyền bảo huyền giai hắn cũng có, hơn nữa còn có kiện huyền giai trung phẩm, chỉ là không thể dùng mà thôi. Thiếu nữ váy xanh kinh ngạc một chút, sau đó sắc mặt khôi phục bình thường, nàng cũng không cam chịu tỏ ra thua kém, vung tay lên, một trái cây lớn bằng nắm đấm, màu đỏ rực xuất hiện trong tay nàng, nói, linh vật huyền giai, chu linh quả. Giá trị của nó không kém xích hồng kiếm của ngươi. Thấy thiếu nữ váy xanh cũng tiện tay lấy ra một linh vật huyền giai, Giang Nguyên cũng có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt gã quét qua trái cây của nàng, sau đó nói, được. Ta cũng muốn cược, đúng lúc này một giọng nói có vẻ gấp gáp vang lên ở giữa sân, khi mọi người nhìn thấy người nói thì tất cả đều giật mình. Người nói không phải ai khác chính là Dương Diệp, lấy tính cách của Dương Diệp sẽ không tham gia loại cá cược này, thế nhưng không có biện pháp. Khi thiếu nữ váy xanh lấy chu linh quả kia ra thì tiểu gia hỏa vốn đang ngủ say trong vòng xoáy đan điền nhỏ đột nhiên tỉnh dậy. Sau đó mạnh mẽ yêu cầu Dương Diệp đi lấy trái cây kia về, nếu như Dương Diệp không đồng ý nó sẽ đi cướp. Lai lịch tiểu gia hỏa thần bí, hắn sao có thể để cho nó hiện thân cướp đoạt được. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tiểu gia hỏa hiện ra vẻ cần thiết với một vật, cho nên hắn chỉ có thể đi tham gia ván cược này. Nhìn thấy Dương Diệp, không chỉ có Giang Nguyên và thiếu nữ váy xanh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngay cả Tào Hỏa trưởng lão ở bên cạnh cũng thấy như vậy. Lão tất nhiên có biết Dương Diệp, trước đây nếu như không có Dương Diệp thì không chừng tiểu ma nữ kia còn giày vò mọi người thêm nữa. Chỉ là lão không hiểu tại sao Dương Diệp lại tham gia ván cược này, lão biết thực lực của hắn so với Giang Nguyên và thiếu nữ váy xanh không phải chỉ kém có một chút đâu. Ngươi, Giang Nguyên khinh thường nói, chúng ta có huyền bảo huyền giai và linh vật huyền giai. Ngươi có thứ gì không? Dương Diệp cũng không muốn nói nhiều, tay phải vừa lật, một chuôi trường kiếm huyền giai xuất hiện trong tay hắn, nói ta cũng có một thanh huyền bảo huyền giai, như vậy được chứ? Lần này không chỉ là Giang Nguyên và thiếu nữ váy xanh ngoài ý muốn, ngay cả mọi người xung quanh cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Từ khi nào huyền bảo huyền giai lại phổ biến như vậy? Thoáng cái xuất hiện liền ba cái. Ta đồng ý, thiếu nữ váy xanh bỗng nhiên nói. Đối với người đáng ghét như Giang Nguyên, nàng không ngại mượn sức người khác để cho gã tức chết đi. Thấy thiếu nữ váy xanh đồng ý, Giang Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, người đã muốn tặng huyền bảo thì mặc kệ ngươi. Nói xong không thèm nhìn Dương Diệp nữa. Dương Diệp đối với cái tên ngông cuồng tự đại trước mắt cũng không có cảm tình gì, cũng không nhìn Giang Nguyên nữa, quay qua gật đầu với thiếu nữ váy xanh coi như là chào hỏi. Thiếu nữ váy xanh thấy Dương Diệp chào hỏi mình. Do dự một chút sau đó cũng khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Lúc này Tào Hỏa cười lớn cao giọng nói, kiếm tông không hạn chế đệ tử so đấu với nhau, dưới áp lực cạnh tranh với nhau tài năng của các ngươi mới nhanh phát triển được. Thế nhưng nhớ kỹ một điều, cạnh tranh lành mạnh thì được, nhưng không thể hạ độc thủ sau lưng nhau. Một khi phát hiện các ngươi hạ độc thủ với đồng môn, tông môn sẽ phế bỏ tu vi các ngươi trục xuất khỏi kiếm tông, nhớ kỹ đấy. Nghe vậy mọi người vội vàng gật đầu, ngay cả Giang Nguyên và thiếu nữ váy xanh cũng vội gật đầu, không dám có ý kiến gì cả. Thấy mọi người gật đầu, Tào Hỏa hài lòng gật gật đầu, sau đó cười nói, đúng rồi, còn có chuyện muốn nói cho các ngươi biết. Trong đệ tử ngoại môn từng có một người vượt qua 20 tầng tháp, là thành tích tốt nhất trăm năm qua của kiếm tông ta, hy vọng các ngươi có người phá vỡ kỷ lục này, dương danh kiếm tông.
cao phú soái, cao to, giàu có, đẹp trai. Dương Diệp vừa mới vào kiếm nô tháp, cảnh tượng trước mắt liền đột nhiên thay đổi. Khi mở mắt ra, hắn đã đứng trong một đại sảnh trống trải, chỉ là trong đại sảnh này ngoài một cái thang lầu ra thì không còn gì cả. Người cũng chẳng có ai, những người cùng vào với hắn cũng không có trong đại sảnh này. Ngay khi Dương Diệp còn đang nghi hoặc thì đột nhiên cách mấy trượng trước mặt hắn xuất hiện một bóng đen, bóng người này tay cầm một thanh trường kiếm, toàn thân đen kịt, thấy không rõ tướng mạo. Nhưng mà Dương Diệp cảm giác được người trước mắt này đang khóa chặt hắn. Đây là kiếm nô, Dương Diệp thấp giọng nói. Nghĩ vậy, Dương Diệp chợt vung tay phải, trường kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó hắn thi triển ra tật phong bộ, mang theo một trận thanh phong, dùng ra thích tự quyết trong kiếm pháp căn bản. Ngay khoảnh khắc Dương Diệp vừa động thủ, bóng người đối diện cũng ra tay. Chỉ là làm cho Dương Diệp bất ngờ là bóng người lại cũng sử dụng thích tự quyết trong kiếm pháp cơ bản, hơn nữa bất kể là thủ thế hay là tốc độ ra chiêu đều giống hệt như hắn. Dương Diệp không kịp nghĩ nhiều, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, trường kiếm hất ra, đánh bay trường kiếm của bóng đen, sau đó tay phải vạch ra, quẹt ngang trước ngực bóng người kia. Bị Dương Diệp đánh trúng, bóng đen lập tức tiêu tán. Một kích đánh chết kiếm nô, Dương Diệp cũng không đắc ý, bởi vì kiếm nô này chỉ có thực lực huyền giả thất phẩm. Trầm mặc tại chỗ một lúc, Dương Diệp thấp giọng nói, xem ra kiếm nô ở nơi này mô phỏng theo người khảo hạch mà ra chiêu. Nếu quả thật là như vậy thì đây cũng là một nơi tốt để luyện kiếm kỹ. Nhưng mà kiếm nô ở tầng thứ nhất này hơi yếu một chút. Nói xong, Dương Diệp đi lên tầng 2. Khi Dương Diệp đi đến tầng 2, bên trên đó đã có hai kiếm nô đang đứng. Thực lực của kiếm nô không khác gì tầng 1, đều là huyền giả thất phẩm, chỉ là nhiều hơn tầng dưới một kiếm nô. Dương Diệp không do dự, trường kiếm ra khỏi vỏ, thi triển ra tật phong bộ và kiếm pháp cơ bản. Đúng như hắn suy nghĩ, sau khi hắn thi triển tật phong bộ và kiếm pháp cơ bản, hai kiếm nô trước mắt cũng là trước tiên thi triển ra tật phong bộ và kiếm pháp cơ bản. Tuy rằng hai kiếm nô dùng huyền kỹ giống Dương Diệp, thế nhưng hai chúng nó cũng bị hắn nháy mắt giết chết. Với Dương Diệp mà nói, kiếm nô huyền giả thất phẩm thực sự không có tính uy hiếp gì, cho dù hai người cũng vậy. Bên ngoài kiếm tháp, Tào Hỏa nhìn chữ 6 màu đỏ to lớn ở giữa tháp kia, thấp giọng nói, không tệ, thời gian ngắn như vậy mà đã có người xông đến tầng thứ 6, đây chắc là một trong hai người Giang Nguyên và Thanh Tuyết. Phùng Vũ bên cạnh Tào Hỏa gật đầu, cười nói, số lượng và chất lượng lần này kém hơn năm ngoái một chút, nhưng so với mấy năm trước, chất lượng lại không thua nhiều lắm. Hai huyền giả cửu phẩm 16 tuổi, chờ bọn họ nhập tông, tông môn bồi dưỡng một chút, hẳn là có thể nhanh chóng trở thành tiên thiên. Tào Hỏa gật đầu cười nói, nếu như bọn họ có thể trong 8 tháng tiếp theo trở thành tiên thiên, vậy hai người bọn họ thì có thể đi theo mấy tên yêu nghiệt tham gia Thanh Vân Bảng năm nay đi đến Tần Đô. Tuy rằng không thể luận võ, nhưng nhìn các thiên tài khác ở Nam Vực cũng rất có lợi ích với bọn họ. Nói đến Thanh Vân Bảng, nụ cười trên mặt Phùng Vũ vụt tắt. Lão ta nói, Lão Hỏa, người nói Thanh Vân Bảng năm nay, mấy tên yêu nghiệt của kiếm tông ta có khả năng đánh được hay chăng? Tào Hỏa cũng là sắc mặt nghiêm trọng, trầm mặc rất lâu mới mở lời, vài thiên tài nội môn còn chưa tấn cấp vương giả thì ta không dám nói, thế nhưng hiện tại yêu nữ kia ở ngoại môn thì hẳn là có thể. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là quỷ tông cùng với những tông môn khác không nhắm vào kiếm tông ta. Phùng Vũ trầm giọng nói, quỷ tông chắc chắn là nhắm vào kiếm tông ta. Nhưng mà kiếm tông chúng ta cũng không sợ hãi quỷ tông. Chỉ là chẳng biết lần này nguyên môn có nhằm vào kiếm tông ta hay không, phải biết là mấy lần trước kiếm tông ta thất bại nặng nề, trong đó có bóng dáng của nguyên môn. Tào Hỏa đang muốn gì đó, lúc này thiên trưởng lão vẫn luôn im lặng bỗng nhiên ồ một tiếng, các vị xem, đã có người xông qua tầng thứ 9. Nghe vậy, hai người ngẩng đầu nhìn lại thì thấy lúc này giữa kiếm nô tháp đã hiện ra một chữ to, 11. Kẻ đi đến tầng 11 không phải ai khác, chính là Dương Diệp. Xông liền một mạch, hắn đã biết rõ tình hình trong tháp. Tầng thứ nhất xuất hiện một kiếm nô huyền giả thất phẩm, tầng thứ hai là hai kiếm nô, mà tầng thứ ba là ba cái. Khi đến tầng thứ tư, kiếm nô xuất hiện đã không còn là huyền giả thất phẩm mà là huyền giả bát phẩm, cũng giống như trên, từ đó mà suy ra, bây giờ hắn đang ở tầng thứ 9 cũng chính là có ba kiếm nô huyền giả cửu phẩm. Dương Diệp mới vừa lên tầng thứ 9 thì nghênh đón hắn là ba thanh trường kiếm. Sau khi kiếm nô biến thành huyền giả cửu phẩm, kiếm nô đã không còn ra chiêu theo phương thức xuất chiêu của hắn nữa mà là dùng những kiếm kỹ khác. Cảm nhận được ba thanh trường kiếm đánh đến,
Dương Diệp mặt không đổi sắc, Tật Phong bộ lập tức dùng ra, hóa thành một trận gió tránh về bên cạnh cách đó một trường. Dương Diệp mới vừa di chuyển, tốc độ kiếm nô cũng không giảm, lập tức đâm đến Dương Diệp từ ba hướng. Dương Diệp không dám khinh thường, chân phải chờ đạp xuống đất, mượn sức bật và Tật Phong bộ, hắn nháy mắt đi đến trước mặt kiếm nô phía bên phải. Không chút do dự nào, trường kiếm đâm thẳng vào kiếm nô, mà kiếm nô kia lại hoàn toàn không phòng ngự hay là đón đỡ, cũng giống như vậy mà đâm một kiếm về phía ngực Dương Diệp, đây là đấu pháp cùng muốn chết chung. Dương Diệp ra chiêu trước, cho nên trường kiếm của hắn đâm vào trong thân thể kiếm nô trước, thế nhưng ngay sau đó, trường kiếm của kiếm nô kia liền đi đến trước ngực Dương Diệp. Ngay lúc đó, khi trường kiếm sắp đâm vào cơ thể hắn, tay trái Dương Diệp đột nhiên khe khẽ động, một luồng kiếm khí chợt bắn ra từ trong tay trái của hắn, keng một tiếng, trường kiếm của kiếm nô bị đánh bay. Một kích đắc thủ, Dương Diệp đạp nhẹ chân phải, thân hình quỷ mị vọt lên, đi đến trước mặt kiếm nô đứng giữa. Lần này Dương Diệp không dùng phương pháp trước đó mà tăng tốc độ lên đến cực hạn, trường kiếm mang theo tiếng xé gió, khi kiếm nô còn chưa kịp phản ứng, trường kiếm liền xuyên qua trước ngực nó. Kiếm nô biến mất, Dương Diệp xoay người nhìn kiếm nô cuối cùng đã đi tới trước mặt hắn. Trong nháy mắt khi trường kiếm trong tay kiếm nô đâm về phía Dương Diệp, hàn quang chợt lóe lên, một thanh trường kiếm chẳng biết từ lúc nào đã đâm vào ngực kiếm nô. Sau khi kiếm nô cuối cùng biến mất, Dương Diệp khẽ thở ra một hơi. Hắn không thể không thừa nhận, kiếm nô tháp này quả thật là một nơi tu luyện tốt. Kiếm pháp cơ bản của hắn vốn đã là đại viên mãn, thế nhưng từ khi bắt đầu tiến đánh đi lên, hắn rốt cuộc phát hiện một vài chỗ thiếu sót trong kiếm pháp của mình. Sự phát hiện này làm cho hắn cảm thấy thật may mắn, bởi vì còn may là phát hiện ở nơi này, nếu không sau này khi đối chiến với kẻ địch mà bị phát hiện sơ hở, nhất là khi kẻ địch là cao thủ, đây tuyệt đối là vô cùng chí mạng. Nghỉ ngơi một hồi, Dương Diệp nhìn về phía thang lầu. Nếu dựa theo cảnh giới kiếm nô trước đó, tầng thứ 10 này phải là tiên thiên cảnh. Nhưng mà Dương Diệp cho rằng khả năng này không cao, nếu như tầng thứ 10 đã xuất hiện tiên thiên, vậy thì 20 tên xông qua tầng thứ 20 thật là quá nghịch thiên. Không suy nghĩ nhiều nữa, Dương Diệp đi lên tiếp. Khi hắn bước vào tầng thứ 10, trong đại sảnh chỉ có một kiếm nô. Nhìn thấy chỉ có một kiếm nô, trong lòng Dương Diệp lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ là tiên thiên thật sao? Khi Dương Diệp đi đến trước mặt kiếm nô, hắn tức thì thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì kiếm nô trước mắt cũng không phải tiên thiên mà là một kiếm nô huyền giả cửu phẩm, chỉ là khí tức trên người mạnh hơn kiếm nô cửu phẩm trước đó rất nhiều. Thậm chí Dương Diệp cảm thấy kiếm nô này còn phải mạnh hơn cả ba kiếm nô huyền giả cửu phẩm kia. Nhưng mà còn may, chỉ cần không phải tiên thiên thì với Dương Diệp mà nói cũng không phải quá khó. Dương Diệp cầm trường kiếm đi về phía trước một bước. Ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ giải quyết kiếm nô này thì đột nhiên, trường kiếm trong tay kiếm nô bỗng cắt qua hư không trước mặt Dương Diệp, một luồng kiếm khí tuyết trắng nhanh như tia chớp mà bắn về phía Dương Diệp. Kiếm khí bất thình lình đến này làm cho Dương Diệp biến sắc. Chẳng phải là luồng kiếm khí này mạnh bao nhiêu mà là kiếm nô từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 cũng không sử dụng kiếm khí, nhưng kiếm nô trước mắt này lại có thể thi triển kiếm khí sao? Chẳng kịp nghĩ nhiều, Dương Diệp chợt động. Tránh thoát luồng kiếm khí kia, sau đó thi triển ra Tật Phong bộ xông về phía kiếm nô. Trong một ảo cảnh khác, sau khi Giang Nguyên ra kiếm đâm thủng một kiếm nô thì vội vàng ngồi xuống đất, nghỉ ngơi khoảng chừng nửa canh giờ xong, y đứng lên, nhìn về phía thang lầu, thấp giọng nói, ta hẳn là người đầu tiên bước vào tầng thứ 10 rồi. Nói đến đây, y như là nghĩ đến điều gì đó, cười lạnh một tiếng rồi nói, lại dám đánh cược với ta, thật là hai đứa ngu ngốc. Nói xong mấy câu, y đi về phía thang lầu. Ngay tại lúc Giang Nguyên bước lên tầng thứ 10, nữ tử váy xanh tên Thanh Tuyết cũng tiến nhập tầng thứ 10, mà Dương Diệp lại là đã đến tầng thứ 12. Khi nhìn thấy trên tháp hiện ra chữ 12, ba người trưởng lão Tào Hỏa lập tức nở nụ cười hài lòng. Có thể đi đến tầng 12, vậy cũng có nghĩa là thực lực của đối phương là thực chất, vượt xa huyền giả cùng giai khác. Phải biết rằng, kiếm nô sau tầng thứ 10 chẳng những sẽ thi triển ra một số kiếm kỹ của kiếm tông mà còn có ý thức chiến đấu cực kỳ cao. Mà bây giờ có người lại đi đến tầng thứ 12, đủ để thấy thực lực của người này thế nào. Lại có người có thể lên đến tầng 12, thật mạnh. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một thiếu niên áo đen bị đẩy khỏi tháp lẩm bẩm nói. Thiếu niên áo vàng bên cạnh hắn tiếp lời, đúng vậy, ở trong thành thị ta cũng được khen là thiên tài.
thế nhưng bây giờ ta mới biết được ta thực sự quá bình thường. Nếu như trước đó ta không có huyền giáp huyền giai thì ta đã bị đào thải ở tầng thứ 6. Mà đối phương lại có thể lên đến tầng thứ 12, thực lực thật đáng sợ. Người này hẳn là Giang Nguyên đó ấy nhỉ? Thiếu niên áo đen nói, nghe đồn ở Giang Tuyết Thành y được khen là thiên tài kiệt xuất nhất trăm năm qua, nhìn thực lực của y bây giờ, lời đồn này cũng không giả. Nghe vậy, thiếu niên áo vàng ôm quyền với thiếu niên áo đen rồi nói, huynh đài, nơi nào có người nơi ấy có tranh đấu, ta và huynh mới đến kiếm tông, thực lực cũng chỉ là thông thường, nếu như không tìm được một chỗ dựa tốt, e rằng ngày sau ở kiếm tông sẽ bị người ức hiếp. Huynh đài cảm thấy Giang Nguyên này thế nào? Thiếu niên áo đen khẽ nhíu mày, trầm mặc rất lâu rồi nói, huynh đài, ý ngươi là muốn chúng ta đi nương nhờ vào gã Giang Nguyên kia. Là kết giao, thiếu niên áo vàng cười nói, ta tin rằng kiếm tông cũng có tiểu đoàn thể, sao chúng ta không tổ chức một tiểu đoàn thể? Với lại bây giờ là lúc tốt nhất, huynh nhìn những thiếu niên xung quanh này xem, bọn họ đã trở thành đệ tử ngoại môn, hơn nữa chính là đang lúc mờ mịt về cuộc sống của đệ tử trong tương lai. Nếu là chúng ta đi kết giao, bọn họ tuyệt đối sẵn lòng. Thiếu niên áo đen nhìn xung quanh một lúc, quả nhiên đệ tử đi ra từ trong tháp tuy là đã qua ải, thế nhưng gương mặt lại chẳng có bao nhiêu vui mừng, trái lại nhiều người còn lộ vẻ sầu lo như có như không. Suy nghĩ một hồi, thiếu niên áo đen ôm quyền với thiếu niên áo vàng, nói, tại hạ Trần Lưu, chẳng hay huynh đài xưng hô thế nào. Tại hạ Hoàng Nhân, Hoàng huynh, sau này bước vào ngoại môn rồi. Mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Đâu dám, Trần huynh cũng chỉ thấp hơn ta một tầng mà thôi, nếu thật luận về thực lực, e rằng huynh còn trên ta. Hoàng huynh nói đùa, thực lực của mình ta tự hiểu rõ, Hoàng huynh có thể lên đến tầng thứ 6 đủ để chứng minh bất kể là cảnh giới hay là sức chiến đấu đều cao hơn ta. Được rồi Trần huynh, hai chúng ta đừng nói những thứ này nữa. Huynh xem hai người vừa đi ra, chúng ta mau chóng kết giao. Chậm thì người ta đã tụ thành đoàn thể cả rồi. Được. Trong ảo cảnh tầng thứ 12, trường kiếm Dương Diệp nắm trong tay liên tục công kích vào kiếm nô. Dưới sự công kích mưa rền gió dữ kia của Dương Diệp, kiếm nô rõ ràng ở thế hạ phong, chỉ có thể không ngừng chống đỡ phòng ngự. Dương Diệp không cho kiếm nô cơ hội phản kích, tốc độ vung kiếm càng lúc càng nhanh, sức mạnh cũng là càng ngày càng lớn. Keng. Cuối cùng, Dương Diệp tìm được một sơ hở. Một kiếm chắn được kiếm của kiếm nô, sau đó tay phải vung lên, trường kiếm tiến quân thần tốc, một kiếm đâm vào trên thân thể kiếm nô lập tức tiêu tán. Nhìn thân thể kiếm nô tiêu tán, Dương Diệp thấp giọng nói, có mấy kiếm nô ở đây luyện tập cùng, kiếm pháp cơ bản của ta càng ngày càng thuần thục. Nếu như tốc độ và sức mạnh của ta mạnh thêm một chút, như vậy có lẽ kiếm pháp cơ bản sẽ biến thành cực kỳ kinh khủng. Trước đây Dương Diệp cho là kiếm pháp cơ bản không hề yếu. Bây giờ khi chiến đấu với những kiếm nô này rồi, hắn càng thêm chứng thực được ý nghĩ trước kia. Kiếm pháp cơ bản này chung quy có hai điểm, một là tốc độ, hai là sức mạnh. Một khi cận thân, chỉ cần phát huy hai điểm này đến mức tận cùng, đây tuyệt đối là ác mộng của đối thủ. Dương Diệp cũng không tiếp tục đi lên tầng trên mà là đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, hồi tưởng cảnh tượng giao thủ với kiếm nô lúc nãy. Bắt đầu từ tầng thứ 10 trở đi. Mỗi khi đánh thắng một kiếm nô hắn đều sẽ kiểm nghiệm lại phương pháp chiến đấu của mình. Qua một hồi lâu, hắn mở mắt ra, thấp giọng nói, bộc lộ ra ba sơ hở, nếu kiếm nô này mạnh hơn một chút, có lẽ là ta sẽ ăn thiệt lớn, mà ba sơ hở của kiếm nô ta cũng không nắm bắt được. Xem ra bản thân ta vẫn còn nhiều thiếu sót. Nói xong, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó đi lên tầng thứ 13. Trong tầng thứ 13 cũng chỉ có một kiếm nô. Nhưng mà sắc mặt Dương Diệp lại khá trầm trọng. Bởi vì kiếm nô này ít nhất phải mạnh gấp hơn 3 lần kiếm nô tầng thứ 10 kia. Nhưng mà còn tốt, không phải là lấy kiếm nô tầng 12 làm tiêu chuẩn, bằng không, nếu mà gấp 3 lần kiếm nô tầng 12 kia, vậy thì khó chơi rồi. Chẳng nhiều lời thừa thải, cũng chẳng có động tác dư thừa, một kiếm thật đơn giản đâm về phía kiếm nô, đại chiến bắt đầu. Trong một tầng 10 ảo ảnh khác, Giang Nguyên lại chiến đấu kịch liệt hơn Dương Diệp nhiều. Giang Nguyên không cận chiến với kiếm nô mà là đang đấu kiếm khí, ngươi tới một cái, ta lại trả một cái, kiếm khí ngang dọc trong sân đấu. Keng! Giang Nguyên một khắc sơ ý, bị một luồng kiếm khí của kiếm nô đánh vào ngực, nhưng mà Giang Nguyên cũng không bị đưa ra khỏi kiếm nô tháp, bởi vì bên trong y có mặc một món huyền giáp huyền giai. Nhưng mà chỉ như vậy thôi cũng làm Giang Nguyên kinh hãi đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó, huyền khí của kiếm nô này là vô tận hay sao?
lại còn có thể thi triển kiếm khí. Giang Nguyên vừa đấu với kiếm nô vừa thầm mắng chửi trong lòng. Y đã đánh với kiếm nô một khoảng thời gian, y hoàn toàn không làm gì được kiếm nô này. Bởi vì kiếm nô này chẳng những thi triển kiếm kỹ hoàn hảo hơn y mà còn có ý thức chiến đấu cũng mạnh hơn y rất nhiều. Trước đây khi còn ở nhà, cả nhà cưng chiều y như là tổ tông, ngay cả việc chiến đấu cũng không để cho y chiến đấu sinh tử với người hay là huyền thú, cho nên bây giờ gặp phải kiếm nô vừa có ý thức chiến đấu mạnh mẽ vừa không sợ chết, khuyết điểm của bản thân y liền lộ ra không sót gì. Nhưng mà cũng may, tuy rằng về mặt ý thức chiến đấu kém một chút nhưng y còn chưa bị dồn đến thua cuộc. Bởi vì kiếm nô cuối cùng vẫn là kiếm nô, mặc dù có ý thức chiến đấu nhưng chung quy cũng không thông minh như con người. Trong lúc nhất thời, một người một kiếm nô giằng co với nhau. Trong ảo cảnh của nữ tử váy xanh cũng không tốt hơn Giang Nguyên bao nhiêu. Một kiếm nô huyền giả cửu giai có thực lực chân chính, có ý thức chiến đấu cũng hơi khó khăn đối với nàng, nhưng mà nàng không nản lòng, ngược lại là càng đánh càng mạnh hơn. Từ nhỏ nàng chính là lớn lên trong nghịch cảnh, với nàng khó khăn là như cơm bữa. Có người bước vào tầng thứ 14. Ngoài tháp. Một thiếu niên trên ngoại môn bảng kêu lên một tiếng, chỉ vào cái chữ lớn trên tháp. Đệ tử trên bản ngoại môn tại đây theo tiếng kêu nhìn lại, khi phát hiện giữa tháp hiện hai chữ 14, mọi người lập tức chấn kinh. Tầng 14 đó chính là thực lực của đối phương gần như là vô địch là cùng giai. Phải biết rằng kiếm nô huyền giả cửu giai trong tầng thứ 14 là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa chỉ cần lên thêm một tầng nữa. Vậy chính là ngang bằng với kỷ lục của người xếp thứ 2 và thứ 3 trên ngoại môn bảng năm đó, cũng chính là thiếu niên mặt tròn và thiếu niên nốt ruồi đen. Tần Phong, thiếu niên gọi là Giang Nguyên này thật khá, lại có thể xông tầng thứ 14. Thiếu niên mặt tròn nhìn thiếu niên có nốt ruồi đen mà cười nói. Hồi đó hai người bọn họ từng trải qua tầng 14, biết độ khó nơi đó, cho nên thiếu niên gọi là Giang Nguyên này làm cho hắn vô cùng hứng thú. Lên 15 rồi lại nói. Thiếu niên có nốt ruồi đen trên mặt đáp lại một cách lạnh nhạt, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thứ 15, lên thứ 15. Thiếu niên có nốt ruồi đen vừa dứt lời, một thiếu niên trên ngoại môn bảng lại chỉ vào chữ to trên tháp, hưng phấn nói. Lần này, thiếu niên nốt ruồi đen động dung. 15, thật sự là 15, ha ha. Nhìn thấy con số biến thành 15, Tào Hỏa trưởng lão cười phá lên chẳng còn chút phong độ nào, mà không chỉ mình Tào Hỏa. Ngay cả thiên trưởng lão và Phùng Vũ bên cạnh cũng là mỉm cười. Có thể lên tầng thứ 15, đó là khái niệm gì? Vậy có nghĩa là chỉ cần đối phương không vẫn lạc, kiếm tông bồi dưỡng 2 năm là có thể đại biểu kiếm tông tham gia lần thanh vân bảng tiếp theo. Đệ tử có thể lên thanh vân bảng đại diện cho cái gì? Đại diện hy vọng tương lai của kiếm tông. Xuất hiện đệ tử đại diện cho hy vọng tương lai của kiếm tông, ba người sao không kích động được? Kích động một hồi. Tào Hỏa đột nhiên nghĩ đến cái gì bèn quay đầu hỏi Phùng Vũ, lão Phùng, bên trong tháp còn lại mấy người. Nghe vậy, Phùng Vũ nói, nếu như ta nhớ không lầm, ở bên trong tháp chỉ còn lại có 4 người, 4 người này theo thứ tự là Giang Nguyên, Thanh Tuyết, Phạm Văn, Dương. Nói đến đây, Phùng Vũ bỗng nhìn về phía thiên trưởng lão. Dương Diệp, chính là đệ tử tạp dịch Dương Diệp đó. Nghe thấy lời của Phùng Vũ. Tào Hỏa cũng nhìn về phía thiên trưởng lão. Lão cũng có chút ấn tượng với Dương Diệp, bây giờ nhìn thấy Dương Diệp này còn trong tháp, lão có hơi bất ngờ. Thiên trưởng lão vuốt vuốt râu, tươi cười mà nói, đương nhiên là hắn, ta vẫn luôn chú ý hắn chưa đi ra, bây giờ vẫn còn ở trong đó. Nghe vậy, Phùng Vũ và Tào Hỏa động dung, hiện giờ trong tháp tầng thấp nhất cũng là tầng 10, nói cách khác Dương Diệp là tiến vào tầng 10. Người có thể đi vào tầng thứ 10, thực lực và thiên phú coi như là vô cùng tốt. Nhưng mà hai người có hơi nghi hoặc, vì sao một năm trước Dương Diệp còn chưa trở thành huyền giả chứ? Đúng lúc này, một bóng người bị chuyển ra ngoài tháp. Thiên trưởng lão là người đầu tiên nhìn sang, khi nhìn thấy đó là người tên Phạm Văn chứ không phải Dương Diệp, thiên trưởng lão lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dương Diệp bước vào tầng thứ 10, vậy liền có nghĩa là thực lực của hắn bây giờ xếp trước 10 cũng chẳng có gì khó. Thế nhưng ông vẫn mong Dương Diệp có thể đi thêm mấy tầng nữa. Thứ 16, thứ 16. Chẳng biết ai hô lên một câu, lập tức mọi người ngoài tháp, bao gồm cả đệ tử trên ngoại môn bảng đều kinh hãi. Sau khi đi đến tầng thứ 16, Dương Diệp cũng không xuất thủ trước mà là chăm chú nhìn chằm chằm vào đối phương. Ở tầng thứ 15,
hắn có một phát hiện, đó chính là người xuất thủ trước tuy chiếm tiên cơ nhưng lại có sơ hở. Chỉ cần tốc độ và sức mạnh đủ là có thể sử dụng sơ hở này để đánh chết đối phương. Hiện giờ hắn chính là muốn dùng phương pháp này. Rằng có một hồi, kiếm nô xuất thủ trước, kiếm nô không thi triển kiếm kỹ gì, mà là chuyển động thân hình, đâm một kiếm về phía Dương Diệp. Thế nhưng một kiếm này cực kỳ nhanh, nhanh đến mức Dương Diệp gần như không nhìn thấy được. Ngay khi kiếm của kiếm nô chỉ cách Dương Diệp một trượng, tay phải nắm trường kiếm của Dương Diệp vung lên, sau đó kiếm của kiếm nô ngừng lại cách cổ họng Dương Diệp vài phân, lại tiếp đó, thân thể kiếm nô nhạt dần cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Nét mặt Dương Diệp bình tĩnh, như thể chưa làm gì. Hắn khép hờ hai mắt, hồi tưởng một kiếm vừa nãy. Qua một hồi lâu, hắn mở mắt ra nói, không động thì thôi, động thì kinh thiên địa. Về sau chiêu này gọi là hậu phát tiên chế. Nói xong, Dương Diệp nở nụ cười. Hắn rất là hài lòng về chiêu thức lĩnh ngộ từ việc giao chiến với kiếm nô này. Chiêu này rất sắc bén, thế nhưng cũng có nhược điểm, đó chính là tốc độ và sức mạnh của mình nhất định phải vượt qua đối phương, hơn nữa còn phải kịp thời nắm bắt sơ hở của đối phương, nếu không đó chính là tìm đường chết. Chẳng qua là về tốc độ và sức mạnh của mình, Dương Diệp vẫn vô cùng có lòng tin. Không hề nghỉ ngơi, Dương Diệp đi lên tầng thứ 17. Hiện giờ hắn vô cùng muốn chiến đấu, như vậy mới có thể hoàn thiện kiếm pháp cơ bản cùng với một chiêu mà hắn vừa mới lĩnh ngộ ra. Chỉ có chiến đấu liên tục, hắn mới có thể càng ngày càng mạnh, mà kiếm nô của kiếm nô tháp này chính thứ giúp luyện tập tốt nhất. Dương Diệp không hề biết, khi hắn bước trên tầng thứ 17, tất cả mọi người bên ngoài đã nhốn nháo lên cả. Ngay cả đệ tử trên ngoại môn bảng vốn cao ngạo cũng sôi trào. Phải biết rằng, cho dù là bọn họ trước đây cũng chẳng ai có thể bước lên tầng thứ 17. Tầng thứ 17, tầng thứ 17, không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất Giang Tuyết Thành, sau này kiếm tông ta lại có một siêu thiên tài. Ha ha, Tào Hỏa lại lần nữa chẳng còn hình tượng chút nào mà cười phá lên, dáng vẻ như vậy quả thực không khác gì tiểu nhân đắc chí. Phùng Vũ và thiên trưởng lão bên cạnh Tào Hỏa nhìn nhau, sau đó đều cười lắc đầu. Đừng nói là Tào Hỏa, ngay cả hai người bọn họ đều suýt nữa cười to lên. Tầng thứ 17, ngoại trừ yêu nữ kia ra, có thể nói là thành tích tốt nhất mười mấy năm qua. Những thiếu niên bên cạnh không kích động như Tào Hỏa, có cũng chỉ là vẻ mặt khiếp sợ và sùng bái. Bọn họ tự mình trải nghiệm sự lợi hại của kiếm nô bên trong, tầng 6 tầng 7 đã làm cho nhiều người không cản nổi, mà hiện giờ có người lại có thể lên đến tầng 17, thực lực kia kinh khủng cỡ nào. Người ở đây không kích động thì chính là khiếp sợ, mà chỉ có một người mặt mày u ám, đó chính là Liễu Thanh Vũ có tên trên ngoại môn bảng. Từ lúc vừa bắt đầu, y đã chú ý đến Dương Diệp, mà đến bây giờ Dương Diệp còn chưa đi ra, như vậy nói cách khác, Dương Diệp ít nhất là đi đến tầng 10. Có thể lên đến tầng thứ 10, vậy cũng có nghĩa là thực lực và thiên phú của đối phương đều cực kỳ tốt, ít nhất là sẽ không hề kém y. Phải biết rằng, trước đây y cũng chỉ dừng lại ở tầng thứ 10 mà thôi. Một khi Dương Diệp trở thành đệ tử ngoại môn, lấy được bồi dưỡng tài nguyên tông môn thì cho dù không thể vượt qua y trong thời gian ngắn, nhưng mà đó cũng là một cái phiền phức. Trước đây lẽ ra ta không nên đánh cược với hắn. Nhìn kiếm nô tháp, Liễu Thanh Vũ mặt mày u ám, lẩm bẩm nói. Trong tầng thứ 17, Dương Diệp không xuất thủ trước, mà lần này kiếm nô lại cũng không xuất thủ. Điều này làm cho Dương Diệp có hơi khó hiểu, lẽ nào kiếm nô này có thể nhìn ra ý đồ của hắn? Dương Diệp không nghĩ gì khác nữa, hắn hơi híp hai mắt lại, bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần. Hắn không dám sơ suất chút nào, bởi vì kiếm nô tầng này rất mạnh, từ khí tức tỏa ra từ trên người nó mà xem, nếu như kiếm nô này chiến đấu với con sói xám bên trong cơ thể hắn, con sói xám của hắn nhất định cũng không đánh lại kiếm nô này. Nói cách khác, thực lực của kiếm nô này chẳng những mạnh hơn người cùng giai mà còn mạnh hơn cả huyền thú cùng giai. Điều này làm cho Dương Diệp chẳng dám có chút sơ ý nào. Dương Diệp không xuất thủ trước, kiếm nô cũng không ra tay, cứ như vậy. Một người một kiếm nô bắt đầu giằng co. Trong ảo cảnh của Giang Nguyên bên kia, Giang Nguyên thật vất vả chiến thắng kiếm nô tầng thứ 10 mà đi đến tầng thứ 11. Khi y cảm nhận được kiếm nô tầng thứ 11, sắc mặt Giang Nguyên lập tức nặng nề, thực lực của kiếm nô này mạnh hơn tầng thứ 10 rất nhiều. Trầm mặc hồi lâu, Giang Nguyên hít sâu một hơi, nói tầng 20 sao. Ngày hôm nay Giang Nguyên ta sẽ phá kỷ lục này. Nói xong, y không còn giữ lại nữa. Khí tức toàn thân đột nhiên điên cuồng tăng vọt lên. Trong khoảnh khắc khí tức Giang Nguyên tăng vọt,
mọi người ngoài tháp lần nữa biến sắc, Tào Hỏa thất thanh nói, tiên thiên, có người đang tấn cấp tiên thiên bên trong tháp. Một lời làm dậy ngàn đợt sóng, giờ khắc này mọi người đã không còn chấn kinh nữa rồi mà là rung động. Mà đúng lúc này, một bóng người đột nhiên được chuyển ra khỏi tháp, mọi người tập trung nhìn sang, thì lại là nữ tử gọi là Thanh Tuyết kia. Ngay khi gần đó có người muốn đi đỡ Thanh Tuyết, Tào Hỏa đột nhiên xuất hiện bên cạnh, sau đó phất phất tay với nữ tử muốn đỡ Thanh Tuyết, ý bảo đối phương lui ra. Tào Hỏa nhìn Thanh Tuyết đang ngồi xếp bằng trên đất, trong mắt tràn đầy nhiệt tình, thậm chí đôi tay cũng bắt đầu run rẩy. Nhìn thấy dáng vẻ của Tào Hỏa, hai người Thiên Trưởng Lão và Phùng Vũ cũng không thấy có gì bất thường, đương nhiên bọn họ sẽ không cho rằng Tào Hỏa chú ý nữ tử này. Hai người đi tới gần Thanh Tuyết, khi thấy đã nhìn thấy rõ, hai người cũng lập tức phản ứng y hệt như Tào Hỏa. Giờ phút này, Thanh Tuyết ngồi xếp bằng trên mặt đất, linh khí xung quanh nàng dao động khác thường, mà khí tức bản thân của Thanh Tuyết cũng đang liên tục tăng lên. Chẳng cần phải nói, tất cả mọi người đều biết đây là đoạn mở đầu cho đột phá. Thanh Tuyết đã là huyền giả cửu giai, đang đột phá đó chính là tiên thiên. Nghĩ vậy tất cả mọi người ở đây hít một hơi khí lạnh. Bên trong tháp đã có một cường giả tiên thiên mà ngoài tháp còn có một người đang thăng cấp tiên thiên, đây là muốn nghịch thiên sao? Ở chỗ đệ tử ngoại môn bảng, thiếu niên mặt tròn run run nói, hai người 16 tuổi tiên thiên, đây chẳng lẽ lại là hai yêu nữ? Tần Phong ở bên cạnh hắn lắc đầu nói, 16 tuổi tiên thiên quả thực được cho là thiên tài, nhưng muốn sánh với yêu nữ, e là còn quá sớm. Trước đây, lúc yêu nữ xông kiếm nô tháp này nàng còn chưa đạt đến tiên thiên đâu. Chưa đến tiên thiên mà đã có thể xông đến tầng thứ 20, đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nàng có thể lấy phàm nhân cảnh chiến thắng tiên thiên cảnh. Thiếu niên mặt tròn gật đầu tán đồng, quả thực vậy, yêu nữ kia hiện giờ chỉ là cảnh giới tiên thiên nhưng lại có thể giao thủ với cường giả vương giả cảnh. Thiên phú như thế, e là ngay cả ở trong nguyên môn cũng là rất tốt. Mặc dù hai người này là tiên thiên, nhưng nếu giao thủ với yêu nữ lúc còn ở phàm nhân cảnh, e rằng hai người họ phần nhiều là phải thua. Mặc kệ thế nào, hai người này đều có thiên phú rất tốt, nếu như ngày sau không vẫn lạc thì Thanh Vân bảng lần tiếp theo sẽ là họ cầm cờ đi đầu. Tần Phong lạnh nhạt nói. Quả là vậy, Thanh Vân bảng sao, chúng ta cũng phải cố gắng, nếu không sau này đi cũng chỉ là quân tốt thí. Trong tầng thứ 17, Dương Diệp vẫn không hề động mà kiếm nô kia cũng như bù nhìn, không nhúc nhích gì. Hai bên rằng co đã một hồi lâu rồi. Một khắc nào đó, Dương Diệp đột nhiên mở mắt, chỉ thấy ngón tay trên bàn tay trái của hắn nhẹ nhàng rạch về phía kiếm nô, một luồng kiếm khí nháy mắt đi đến trước mặt nó. Hàn quang chợt lóe, kiếm khí tiêu tan, kiếm nô vẫn không động. Dương Diệp chậm chậm đi về phía kiếm nô, không thi triển ra tốc độ, cứ như là đang đi dạo vậy, chậm chậm bước về phía kiếm nô. Khi hắn đi đến trong phạm vi hai trượng trước mặt kiếm nô xuất thủ. Trong sân đấu, hàn quang lóe lên, sau đó mũi kiếm lạnh lẽo mà sắc bén cũng đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Trong nháy mắt, kiếm nô xuất thủ, tay phải Dương Diệp cũng động. Vụt! Một tiếng xé gió chói tai vang lên, sau đó mũi kiếm của kiếm nô ngừng ở cổ họng Dương Diệp, tiếp theo sau thân thể kiếm nô từ từ tiêu tán. Nhìn thấy kiếm nô tiêu tán, tay trái Dương Diệp sờ nhẹ vào cổ, sau đó vừa nhìn lại, ngón tay hắn dính một chút màu đỏ tươi. Tốc độ của ta vẫn chưa đủ lắm. Nhìn máu đỏ trên tay, Dương Diệp lẩm bẩm nói. Trong lúc giao thủ với kiếm nô này, chỉ cần chậm một chút, vậy thì hắn liền phải dừng lại ở tầng 17 rồi. Không hề nghỉ ngơi, Dương Diệp bước lên bậc thang tầng thứ 18. Ngoài tháp, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hai chữ to ở giữa tháp kia. Vào giờ khắc này, Thanh Tuyết đang tấn cấp ở bên cạnh cũng bị mọi người bỏ qua. Hiển nhiên, so với Thanh Tuyết tấn cấp tiên thiên, đi lên tầng thứ 18 càng làm cho người ta chấn động hơn. Điều này cũng là bình thường, mọi người ở đây cơ bản là đều từng đi vào kiếm nô tháp, biết sự kinh khủng của bên trong đó. Nhất là ba trưởng lão Tào Hỏa, bọn họ hiểu rất rõ có thể lên tầng 18 đại biểu cho là gì. Mục đích chủ yếu của kiếm nô tháp chính là khảo nghiệm tiềm lực của người tham dự. Tiềm lực này chẳng phải nói về cảnh giới mà là tiềm lực chiến đấu của một người. Từ trước đến giờ thế giới này cũng không thiếu yêu nghiệt, ở Nam Vực, người có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí vượt hai giai, cũng không phải là không có. Nói cách khác, sức chiến đấu thực sự của những người cảnh giới cao chưa chắc gì mạnh hơn người có cảnh giới thấp hơn họ.
Cảnh giới không phải là tiêu chuẩn duy nhất để so sánh thực lực của một cá nhân, nhưng mà cảnh giới cao cũng có lợi ích rõ rệt, đó chính là số lượng huyền khí nhất định là nhiều hơn cảnh giới thấp. Hơn nữa, khi một người tăng lên đến một vài cảnh giới nào đó, họ còn có thể nhận được một số năng lực kỳ dị. Tỷ như tiên thiên cảnh, sở dĩ tiên thiên cảnh mạnh hơn phàm nhân cảnh cũng là vì sau khi đạt được tiên thiên, người ta có thể thu nạp linh khí vô hình trong thiên địa vào trong cơ thể, dung hợp với thể xác, tăng cường sức mạnh của cơ thể. Tiếp đó huyền khí từ các nơi trong cơ thể được tinh lọc và ngưng, lưu động tuần hoàn trong thể nội, từ đó khả năng chủ động hấp thu linh khí trong trời đất lại càng lớn mạnh lên, lại tiếp tục không ngừng đắp nặn thể xác của bản thân. Vẫn là câu nói đó, điều này cũng không có nghĩa là tiên thiên cảnh tuyệt đối có thể chiến thắng phàm nhân cảnh. Thế giới này ngoại trừ không thiếu các loại thiên tài ra thì lại càng không thiếu các loại công pháp nghịch thiên. Có rất nhiều loại công pháp đỉnh cấp cùng với ngoại vật là có thể khiến người ta ở phàm nhân cảnh đạt được hiệu quả tiên thiên cảnh. Tỷ như Dương Diệp, trong cơ thể hắn có một vòng xoáy nhỏ, huyền khí kim sắc mà vòng xoáy nhỏ sản xuất ra chính là một thứ nghịch thiên. Trước đây hắn được huyền khí kim sắc thối thể, từ góc độ nào đó mà nói, thân thể của hắn thực ra đã không kém thân xác của tiên thiên cảnh. Thậm chí so với một vài tiên thiên cảnh, thân xác của hắn còn mạnh hơn. Sở dĩ ba người tào hỏa chấn động là bởi vì bọn họ cho rằng ở tầng thứ 18, Giang Nguyên tăng cấp cảnh giới trong khi chiến đấu, lấy phàm nhân cảnh xông đến tầng thứ 17, sau đó lại ở tầng thứ 18 thăng cấp đến tiên thiên. Điều này có nghĩa là Giang Nguyên chẳng những có tiềm lực chiến đấu cường đại mà còn có tiềm lực thiên phú cường đại. Một thiên tài cường giả tiên thiên 16 tuổi, hơn nữa còn là lấy phàm nhân cảnh xông đến tầng thứ 17, ở tầng thứ 18 thăng cấp tiên thiên, điều này sao lại không làm cho ba người bọn họ chấn động được. Đi thông báo yêu nữ, nói là đã có người sắp phá kỷ lục của nàng. Tần Phong nhìn hai chữ lớn trên tháp, khẽ lẩm bẩm nói. Đối phương chưa đạt đến tiên thiên mà đã xông lên đến tầng thứ 17, bây giờ đã thăng cấp tiên thiên, với sức chiến đấu của đối phương, xông qua tầng 20 hẳn không phải là quá khó khăn. Một thiếu niên ở phía sau hắn không do dự, lập tức xoay người bay vọt về một phương hướng. Trong tầng thứ 18, trường kiếm trong tay Dương Diệp không ngừng vung lên, mang theo tàn ảnh cùng với tiếng xé gió rin rít chói tai. Mà đối thủ kiếm nô của hắn cũng không cam lòng yếu thế, trường kiếm trong tay cũng liên tục vung lên, tốc độ không kém gì Dương Diệp. Hai bên người đến ta đi đã không dưới mấy trăm chiêu. Thực lực kiếm nô tầng thứ 18 này làm cho Dương Diệp phải bất ngờ. Đặc biệt là tốc độ kia, mạnh hơn kiếm nô tầng thứ 17 không biết bao nhiêu. Còn may là lần này hắn không dùng chiêu hậu phát chế nhân kia, nếu không rất có thể là hắn tìm đường chết, kém nhất cũng là đồng quy vu tận một bởi vì này tốc độ ra chiêu của kiếm nô này quá nhanh. Nếu như hắn không khổ luyện kiếm pháp cơ bản 2 năm, nếu như hắn không lịch luyện ở Thập Vạn Đại Sơn, nếu như hắn không giao thủ với những kiếm nô trước đó, hiện giờ hắn chắc chắn đã thua từ lâu. Hai bên chưa sử dụng kiếm kỹ hay là kiếm khí gì, đều chỉ dùng chiêu thức cơ bản nhất, chính là ngươi đâm ta cản, ta đâm ngươi cản. Đương nhiên, khoảng cách gần như thế cũng không cách nào sử dụng kiếm khí, bởi lẽ bất kỳ kiếm khí nào cũng cần thời gian, mà thứ hai bên đang thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Ai dám thi triển kiếm khí, người đó nhất định lập tức bị một kiếm xuyên tim. Kiếm nô còn tốt, nó chỉ có ý thức chiến đấu, không còn tâm tình gì khác. Không thể không nói. Ở trong những thời khắc như thế này, không có trí khôn chắc chắn là một điểm mạnh với kiếm nô, bởi nó sẽ không căng thẳng, không sợ hãi, ngoại trừ chiến đấu ra, nó không có bất cứ tâm tình tiêu cực nào. Mà Dương Diệp liền biết, tuy rằng hắn hết sức chăm chú gặp chiêu phá chiêu, thế nhưng một vài tâm tình tiêu cực phải có thì hắn vẫn sẽ có, nhưng mà hắn kiềm nén tất cả, không bộc phát ra mà thôi. Thế nhưng nếu cứ tiếp tục mãi như vậy, hắn nhất định sẽ không chịu nổi trước. Không thể tiếp tục như vậy, vung trường kiếm trong tay, Dương Diệp thầm nghĩ trong lòng. Nghĩ là làm, Dương Diệp một kiếm đâm vào trên thân kiếm của kiếm nô, mượn sức từ trên thân kiếm, hắn nhẹ nhàng nhảy về phía sau. Ngay trong nháy mắt Dương Diệp nhảy về phía sau, kiếm nô tóm lấy cơ hội này, nghiêng người về phía trước, trường kiếm trong tay mang theo kiếm ảnh đầy trời mà phủ ập xuống Dương Diệp. Kiếm ảnh ập đến, Dương Diệp mặt không đổi sắc, trường kiếm thoát khỏi tay. Nhanh như chớp mà bắn về phía kiếm nô. Keng một tiếng, trường kiếm của Dương Diệp bị kiếm nô đánh bay, trong tích tắc trường kiếm bị đánh bay ấy, hai quả đấm của Dương Diệp đột nhiên xuất hiện trước mặt kiếm nô, một quyền đánh vào trường kiếm, một quyền đấm vào ngực nó.
hai nắm đấm đột nhiên đến làm cho kiếm nô chợt khựng lại. Hiển nhiên là nó thật không ngờ đối phương lại còn biết dùng nắm đấm. Nhưng mà nó rất nhanh đã phản kích, trường kiếm trong tay cong lại, đâm về phía ngực Dương Diệp bằng một góc độ quỷ dị. Cao thủ quyết thắng bại chỉ trong tích tắc, ngay khi kiếm nô dùng lại một lát, nắm đấm phải của Dương Diệp đã đấm thẳng vào ngực nó. Nhưng mà trường kiếm của kiếm nô cũng đã đến trước ngực của Dương Diệp. Thế nhưng, trường kiếm của kiếm nô chỉ mới đâm thủng ra Dương Diệp đã bị sức mạnh kinh khiếp từ nắm đấm của Dương Diệp đánh văng ra ngoài. Trong nháy mắt quả đấm của Dương Diệp tiếp xúc được ngực kiếm nô, Dương Diệp hóa quyền thành chỉ, nhẹ nhàng bắn hai luồng kiếm khí theo sát thân thể kiếm nô, cùng bay theo ra ngoài. Trên không trung, tốc độ của kiếm nô giảm xuống, hai luồng kiếm khí đâm xuyên thấu mà qua, thân thể kiếm nô từ từ tiêu tán. Trong nháy mắt thân thể kiếm nô và trường kiếm tiêu tán, một vệt máu tươi chảy ra từ ngực của Dương Diệp. Tuy rằng biết rõ đây là ảo cảnh, mình sẽ không thật sự chết, thế nhưng trong khoảnh khắc vừa nãy, Dương Diệp vẫn cảm giác được mùi vị của tử vong. Cũng giống như tầng thứ 17, nếu như lần này hắn chậm một chút, hắn cũng đã phải dừng lại. Dương Diệp nhặt lên trường kiếm bị kiếm nô đánh bay lúc nãy, sau đó ngồi bệt xuống đất, bắt đầu tự kiểm nghiệm lại. Từ lần chiến đấu này, Dương Diệp biết kiếm pháp của hắn có lẽ đã không tệ, thế nhưng trong lúc giao thủ với kiếm nô vừa nãy, kiếm pháp của hắn và bản thân hắn vẫn có rất nhiều chỗ chưa đủ. Kiếm pháp không đủ ở chỗ tốc độ chưa đủ, đánh rất lâu mà chỉ phòng ngự mà không thể tấn công, cho dù là có lúc nhìn thấy được sơ hở nhưng lại không thể xuất kiếm kịp thời. Thiếu sót của bản thân thì là ở chỗ chưa đủ bình tĩnh, nhất là lúc cuối cùng, hắn rõ ràng đã nóng vội, tuy trận này hắn thắng, nhưng đây là hắn đánh cược mà ra. Có thể nói, hắn cũng không hài lòng về trận chiến đấu này, bởi vì hắn không thích đánh cược. Nếu như có thể giữ vững tinh thần, không vội vàng nóng nảy, cho dù hắn không thể dùng kiếm pháp mà thắng được kiếm nô này, nhưng ở giao thủ một khoảng thời gian vẫn là có thể. Mà đánh cược là phải nói đến hai chữ vận may, Dương Diệp không thích ký thác tính mạng mình vào trên hai chữ vận may hư vô mờ mịt kia. Xem ra kinh nghiệm chiến đấu của ta vẫn còn ít, sau này có cơ hội ta nhất định phải thực chiến nhiều hơn. Tốt nhất là đi thập vạn đại sơn chiến đấu sinh tử với huyền thú. Chỉ có không ngừng lịch luyện giữa sống chết như thế ta mới có thể càng ngày càng mạnh, trong tương lai mới có thể giết ra một con đường lên thanh vân bảng gì đó. Tổng kết xong, Dương Diệp đứng dậy, sau đó nhìn về phía tầng thứ 19. Vừa rồi hắn nếm trải được thực lực của kiếm nô tầng thứ 18, có thể nói đó là kẻ mạnh nhất dưới tiên thiên cảnh mà hắn từng gặp qua. Vậy tầng thứ 19 sẽ là mạnh đến mức nào đây? Lần này Dương Diệp không bước lên nữa mà là ngồi khoanh chân trên mặt đất ngay tại chỗ, vận dụng huyền khí kim sắc chữa trị vết thương ở ngực. Đối mặt với đối thủ tiếp theo, Dương Diệp không dám có chút lơ là nào, hắn muốn dùng trạng thái tràn đầy nhất mà đến. Bằng không, tầng thứ 19 rất có thể chính là tầng cuối cùng của hắn. Trong lúc Dương Diệp nghỉ ngơi, trong tầng thứ 14, sau khi chiến đấu gần đến 2 canh giờ, Giang Nguyên mới thừa dịp kiếm nô lộ ra một sơ hở mà đâm xuyên qua kiếm nô. Nhưng mà y cũng là vô cùng chật vật, lúc này y cũng chẳng còn dáng vẻ ung dung tiêu sái ngày trước nữa, trang phục toàn thân đã rách dưới tơi bời, bên trên còn có vài vết máu. Mới vừa giết chết kiếm nô xong y liền nằm vật xuống sàn. Sau khi thở hổn hển mấy cái, y thấp giọng nói, thật là kiếm nô biến thái, sức chiến đấu biến thái, lại có thể suýt nữa giết được tiên thiên cảnh như ta đây. Trước đây lão tổ tông từng nói dùng ngoại vật để thăng tới tiên thiên có chỗ thiếu sót. Xem ra là thực sự. Ôi thôi, lẽ ra hồi đầu ta không nên nghe lời phụ thân mà dùng đan dược thăng cấp lên đến tiên thiên. Đúng vậy, tiên thiên của y là dùng ngoại vật nâng cao mà ra, trước đó y biết rõ điều này có chỗ thiếu hụt, nhưng y vẫn phục dụng. Y làm vậy chẳng vì gì khác ngoài danh tiếng. Ở Giang Tuyết Thành mà nói, huyền giả cửu phẩm 16 tuổi đã vô cùng hiếm thấy, nhưng nếu như là tiên thiên 16 tuổi thì sao? Nếu như là tiên thiên 16 tuổi thì ngay cả khi tính trong toàn châu cũng là vô cùng nổi bật. Vì để cho danh tiếng thiên tài của mình nâng cao một bước, cuối cùng y vẫn sử dụng đan dược, tăng cảnh giới của mình lên đến tiên thiên. Nhưng mà bây giờ y đã hối hận rồi, nếu như y tu luyện bình thường đến tiên thiên, y chắc chắn sẽ không bị kiếm nô này làm cho chật vật như vậy. Giang Nguyên thở dài một hơi rồi nhìn về tầng 15, do dự một chút, y lộ vẻ kiên định mà nói. Tuy rằng hiện giờ ta chắc chắn lấy được đệ nhất, thế nhưng nếu lại lên một tầng nữa nhất định sẽ làm cho trưởng lão kiếm tông chú ý, nhất định phải xông qua tầng thứ 15. Nói xong,
Giang Nguyên ngồi khoanh chân trên mặt đất, lặng lặng khôi phục huyền khí. Một đồng quy vô tận, cùng chết chung. Thất luyện phong, trọng lực động. Trọng lực động là nơi tu luyện tương đối biến thái ở thất luyện phong. Ở bên trong này sẽ có một loại sức mạnh vô hình áp chế người bước vào trong động. Tỉ như một người ở bên ngoài trong một hơi thở có thể xuất ra 10 kiếm, nhưng nếu đi vào trong động, với tiêu chuẩn thấp nhất của trọng lực động là gấp đôi trọng lực mà nói, vậy người này tối đa cũng chỉ có thể xuất ra một kiếm. Trong trọng lực động lúc này, một người nữ tử mặc váy da bó sát màu đỏ đang ở liên tục vung trường kiếm trong tay. Nữ tử có dáng vẻ cực đẹp, thậm chí có thể nói là hồng nhan họa thủy. Đúng vậy, nữ tử có một gương mặt hồng nhan họa thủy, mi mục yêu mị như hồ ly, mặc dù là đang luyện kiếm nhưng đôi mắt kia vẫn như thể chứa một hồ nước xuân, sóng mắt lưu chuyển, mị hoặc thiên thành. Có lẽ là bởi vì trọng lực, gương mặt yêu mị như thoa một son mỏng, mang theo ửng hồng nhàn nhạt, tươi đẹp như mai nở rộ, vô cùng kiều diễm. Bộ váy liền thân bằng da màu đỏ trên người nữ tử cực kỳ gợi cảm, đường cong là lướt xinh đẹp hoàn toàn hiển hiện ra. Chiếc váy chỉ vừa vặn che khuất cái mông của nữ tử, rất ngắn, thật sự rất ngắn, nếu như nữ tử kéo váy lên một chút, e là chỉ một chút thôi, hoặc là có ai đó hơi ngồi xổm xuống, bên dưới váy của nàng sẽ bị nhìn sạch không còn gì. Gương mặt kiều diễm, vóc dáng gợi cảm mê hoặc, toàn thân nữ tử đều tỏa ra vẻ quyến rũ làm cho nam nhân phải điên cuồng. Đương nhiên, những điều này đều không quan trọng, quan trọng nhất là hệ số trọng lực của trọng lực động đang ở mức cao nhất, cũng chính là gấp 20 lần. Mà ở dưới trọng lực gấp 20 lần, kiếm pháp của nữ tử cũng không có chút khác thường nào, như thể là trọng lực này không hề tồn tại. Mộ Dung sư tỷ, Phong Lâm có việc bẩm báo. Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền vào trong động. Nghe được âm thanh này, nữ tử cau mày, do dự một chút nàng vẫn là dừng luyện kiếm. Nàng biết nếu như không có chuyện gì trọng đại, những này đệ tử ngoại môn này sẽ không dám đến quấy rầy nàng. Nhẹ nhàng bước đi đến một giá treo quần áo, tay vẫy ra, một bộ váy dài màu đỏ tươi đã bao bọc lên người nàng, che đi dáng người gợi cảm bốc lửa. Cửa động mở ra, nữ tử xuất hiện nơi cửa động. Tuy rằng nữ tử dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, thế nhưng nam tử tên là Phong Lâm vẫn là cúi người, mi mắt rũ xuống, không ngẩng đầu nhìn nữ tử. Hắn đương nhiên không dám nhìn, đùa gì thế, trước đây có một đệ tử ngoại môn ỷ vào mình thiên phú chắc tuyệt, nhìn nữ tử bằng ánh mắt xấu xa, sau đó đệ tử ngoại môn kia đã bị yêu nữ này một cước đá đứt gốc con cháu. Dù vậy các trưởng lão chẳng những không trách cứ, trái lại còn cảnh cáo tất cả đệ tử ngoại môn không được trêu chọc đến người trước mắt này. Từ đó về sau, ngoại trừ một vài đệ tử trên ngoại môn bảng ra, những đệ tử khác nhìn thấy yêu nữ này không đi đường vòng thì cũng là cúi đầu mà đi, coi như nàng không tồn tại. Nữ tử hít sâu một hơi, sau đó nhìn thoáng qua nam tử bên cạnh mà nói đi, nếu như không phải chuyện gì làm ta hứng thú, ta lột da ngươi ra. Phong Lâm lập tức túa mồ hôi lạnh, hắn cũng không nhận ra nữ tử này là đang đùa mà vội vàng đáp, Mộ Dung sư tỷ, lần này trong khảo hạch ngoại môn có một thiên tài, siêu thiên tài. Đối phương lấy phàm nhân cảnh cửu phẩm xông qua tầng thứ 17 kiếm nô tháp. Hơn nữa còn thăng cấp tiên thiên ở tầng thứ 18, quan trọng nhất là hắn mới 16 tuổi. Gương mặt nữ tử vô cùng bình tĩnh, nàng lại tham lam hít thở không khí trong lành rồi mới nói, phàm nhân cảnh cửu phẩm xông tầng thứ 17, tiên thiên 16 tuổi, thiên phú của người này cũng coi như là tạm được. Nói đến đây, khóe miệng nữ tử hơi nhếch lên, nở một nụ cười quỷ dị, nhưng mà đối với ta mà nói, không chiến thắng tầng thứ 19 thì chưa phải là thiên tài. Hơn nữa, hiện giờ ta chỉ cảm thấy hứng thú với cường giả vương giả cảnh, sau này đừng tới quấy rầy ta vì loại chuyện nhỏ nhặt này, lần này tạm tha cho ngươi đấy. Nói xong, nữ tử xoay người đi vào trong động. Nhìn cửa động đóng lại kia, Phong Lâm lắc đầu cười khổ, thiên phú như thế vậy mà trong mắt nàng coi là tạm được, mặc dù có chút đả kích thế nhưng hắn biết nàng là nói thật. Hơn nữa từ trong câu nói vừa nãy của nàng, hắn biết tiên thiên cảnh đã không lọt nổi vào mắt nàng nữa. Trong ảo cảnh tầng thứ 18, Dương Diệp mở mắt ra rồi nhìn xuống ngực mình một chút, chỗ lúc nãy bị kiếm nô làm bị thương đã được huyền khí kim sắc chữa trị hoàn toàn như lúc ban đầu. Nhìn thấy vết thương đã khỏi hẳn, Dương Diệp lập tức bước lên bậc thang tầng thứ 19. Cũng giống như lần trước, tầng thứ 19 cũng chỉ có một kiếm nô. Nhưng mà khi Dương Diệp nhìn thấy kiếm nô này, sắc mặt của hắn nghiêm trọng trước nay chưa từng có.
bởi vì trên người kiếm nô trước mắt này tản ra khí tức đã không còn trong phạm vi huyền giả cửu phẩm nữa. Nói cách khác, kiếm nô trước mắt này là tiên thiên cảnh. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhìn kiếm nô trước mắt, Dương Diệp thấp giọng nói. Hắn nhớ lại nói một câu nói lúc trước của Tào Hỏa trưởng lão, đợt khảo hạch trước có người xông qua tầng 20. Nói cách khác, người nọ chiến thắng kiếm nô tầng thứ 20, dừng lại ở tầng thứ 21. Kiếm nô tầng thứ 19 đã là cường giả tiên thiên, hơn nữa còn là cường giả tiên thiên hoàn toàn có năng lực thực sự, vậy thì cường giả tầng thứ 20 sẽ mạnh đến mức nào đây? Quan trọng nhất là, người xông qua ải cũng chỉ là phàm nhân cảnh mà thôi. Trong khoảnh khắc nhìn thấy kiếm nô, chút kiêu ngạo và tự đắc khi mình liên tục xông đến tầng thứ 18 của Dương Diệp nháy mắt mất sạch. Nhưng mà việc này cũng không đả kích hắn, trái lại kích thích chiến ý của hắn hơn bao giờ hết. Người khác có thể làm được, vì sao ta không làm được chứ? Tiên thiên ư, vậy cứ để ta thử xem tiên thiên có thực lực chân chính mạnh như thế nào. Dương Diệp vận chuyển huyền khí, vào giờ khắc này, huyền khí trong cơ thể hắn thế như rời sông lấp biển mà điên cuồng chạy trồm, thanh trường kiếm trong tay hắn nháy mắt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Giờ phút này, Dương Diệp không còn giữ lại chút gì nữa, giờ khắc này, Dương Diệp chân chính toàn lực ứng phó. Cầm trường kiếm kim sắc, Dương Diệp đi về phía trước một bước, mới vừa bước ra một bước, một thanh trường kiếm ánh hàn quang đã xuất hiện ở cổ của hắn. Tốc độ này, nhanh đến mức Dương Diệp cũng không thấy rõ, hắn chỉ có thể bằng vào ý thức bản năng đối đầu với nguy hiểm mà tránh sang một bên. Dương Diệp mới vừa né sang một bên, nhưng mà thanh trường kiếm kia lại theo sát như giòi đục trong xương, trong nháy mắt ngắn ngủi lại đâm ra mấy chục kiếm, hơn nữa còn là từng kiếm chí mạng. Dương Diệp biến sắc, kiếm nô tiên thiên này còn mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Không dám có chút buông lỏng và sơ ý, Dương Diệp vừa lui vừa ngăn cản. Keng, keng. Trong sân đấu lập tức vang lên những tiếng kim loại va vào nhau, giống như một khúc nhạc diệu kỳ. Vẻn vẻn chỉ mới giao phong, Dương Diệp liền đã ở thế hạ phong. Kiếm pháp của kiếm nô trước mắt quả thực hơn Dương Diệp rất nhiều, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, như là kiếm pháp cơ bản vậy, chính là đơn giản đâm ra. Nhưng chính cái đơn giản đâm ra này làm cho Dương Diệp tê dần cả da đầu, bởi vì tốc độ này thật quá nhanh. Ngoài vừa lui vừa đón đỡ, ngay cả năng lực đánh trả hắn cũng không có. Vào giờ khắc này, Dương Diệp hoàn toàn là bị đè đánh. Nhưng mà còn may, tuy rằng Dương Diệp ở thế hạ phong tuyệt đối nhưng đầu óc của hắn vô cùng bình tĩnh, không vội vàng nóng nảy như ở tầng thứ 19. Đầu óc bình tĩnh là có thể suy xét, bây giờ Dương Diệp đang âm thầm suy nghĩ. Hắn biết tiếp tục như vậy hắn tuyệt đối chẳng có phần thắng nào. Nghĩ vậy, gương mặt Dương Diệp hiện lên vẻ kiên quyết, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay không còn chống đỡ nữa mà là trực tiếp đâm về phía cường giả tiên thiên, dùng phương thức đồng quy vô tận. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc Dương Diệp dùng phương pháp đồng quy vô tận, cường giả tiên thiên cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi chiêu kiếm, trường kiếm hơi hất lên, chặn trường kiếm Dương Diệp, sau đó kiếm thế không giảm liền một mạch đâm đến trước ngực Dương Diệp. Nhìn trường kiếm đánh đến, trên mặt Dương Diệp lộ ra vẻ dữ tợn, nắm đấm tay trái trực tiếp đấm vào trường kiếm, đồng thời cổ tay chợt chuyển, trường kiếm bị kiếm nô đỡ được vừa nãy lại lần nữa đâm về phía ngực kiếm nô. Phụp. Trường kiếm của kiếm nô đâm xuyên qua tay trái Dương Diệp mặc kệ tay trái, ngược lại là vui vẻ, bởi vì trường kiếm của hắn sắp đâm đến ngực kiếm nô. Nhưng ngay tại lúc trường kiếm Dương Diệp sắp đâm vào đến nơi, kiếm nô kia lại đột nhiên lùi về phía sau. Tránh khỏi trường kiếm của hắn. Hơn nữa trong quá trình lui lại, trường kiếm trong tay kiếm nô còn rạch ngang hư không trước mặt Dương Diệp, kiếm khí màu trắng nháy mắt đi đến trước ngực Dương Diệp, nhanh như chớp. Vệt kiếm khí bất ngờ xuất hiện này lại làm Dương Diệp lần nữa biến sắc. Dương Diệp quả thật không nghĩ đến phương thức đồng quy vô tận của bản thân chẳng những không đả thương được đối thủ, mà còn bị đối thủ đâm cho một nhát vào tay. Hơn nữa trong quá trình rút lui đối phương vẫn có khả năng cho hắn một nhát kiếm, ý chí chiến đấu thật là kinh khủng. Chưa kịp nghĩ xong, trường kiếm của Dương Diệp đã bị ép xuống tận ngực. Keng một tiếng, kiếm trong tay Dương Diệp rung lên, có thể thấy được đối phương dồn bao nhiêu sức mạnh vào đạo kiếm này, khiến cho Dương Diệp cảm thấy cơn chấn động lan đến tận chân sau của hắn. Lúc kiếm khí vừa tiêu tán, chỉ thấy kiếm nô kia chẳng biết từ khi nào lao đến trước mặt Dương Diệp. Trường kiếm trong tay đâm về phía Dương Diệp một cách vô cùng tàn nhẫn. Ngay cả thở cũng không kịp mà. Thấy trường kiếm lại lần nữa đâm đến, Dương Diệp có chút giận.
Nhưng trong lòng hắn cũng xen lẫn cảm giác bội phục, kiếm nô này hiểu rất rõ sơ hở của hắn, hơn nữa chiêu thức của y quả thực rất mạnh. Tuy trong lòng có cảm giác bội phục, nhưng Dương Diệp vẫn không muốn đầu hàng, hắn vội thi triển tật phong bộ, chỉ thấy bên cạnh lóe lên, đồng thời một đạo ánh sáng màu vàng bắn ra từ kiếm của Dương Diệp lao thẳng về phía kiếm nô. Kiếm nô không thèm tránh, mà còn cố ý đánh về phía đạo kiếm khí Dương Diệp vừa phóng ra, y nghĩ dù sao chỉ cần sức mạnh và tốc độ thì có thể phá được chiêu thức của Dương Diệp, nhưng lần này kiếm nô kia đã quá khinh thường kim sắc huyền khí của Dương Diệp. Keng một tiếng, một âm thanh thanh thúy vang lên, chỉ thấy đạo kiếm khí màu vàng kia đâm xuyên qua trường kiếm của kiếm nô, xuyên thẳng đến người cầm trường kiếm kia. Kiếm nô dường như không nghĩ đến điều này, y đờ ra một chút nhưng rất nhanh đã lấy lại phản ứng, thân thể kiếm nô uốn éo quỷ dị tránh đường kiếm của Dương Diệp. Thấy đạo kiếm của mình mạnh như vậy, Dương Diệp có chút vui mừng, hắn không ngừng vung trường kiếm và kiếm chỉ, lập tức hơn 10 đạo kiếm chỉ như cuồng phong ập đến phía kiếm nô. Nếu cận chiến, Dương Diệp sẽ không có cách nào thắng nổi kiếm nô, hắn chỉ có thể dùng kiếm khí áp chế đối phương, sau đó tìm ra sơ hở rồi cho đối phương một phát chí mạng. Dương Diệp nghĩ như vậy rồi làm theo. Biện pháp tốt thì có tốt, nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc. Sau khi Dương Diệp thi triển kiếm khí, kiếm nô kia cũng bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí về phía Dương Diệp, từng đạo kiếm khí bắn về phía kim sắc huyền khí của Dương Diệp. Thấy thế, nụ cười trên môi Dương Diệp nhất thời tan biến, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Dương Diệp thi triển hơn chục đạo kiếm khí để đánh đòn phủ đầu đối phương, nhưng trong tình huống này, đối phương lại có thể dùng hơn chục đạo kiếm khí chặn đứng đòn phủ đầu của hắn, việc này nói lên điều gì? Chứng tỏ kiếm nô có thể điều khiển huyền khí và kiếm khí tốt hơn hắn rất nhiều. Kiếm khí của hai người chạm vào nhau tạo nên âm thanh vang dội. Dương Diệp không tiếp tục thi triển kiếm khí mà dùng chính trường kiếm của mình lao về phía kiếm nô. Nói về huyền khí, một huyền giả bát phẩm như Dương Diệp dĩ nhiên không thể bì được kiếm nô sở hữu tu vi tiên thiên cảnh. Kiếm khí không thể đấu lại, cận chiến cũng không đấu lại, như vậy chỉ đành liều mạng thôi. Dương Diệp bỏ hẳn phòng ngự, tốc độ so kiếm của hắn tuy kém kiếm nô một chút, nhưng không chênh lệch lắm, cộng thêm sự liều mạng của hắn, tuy đang ở thế hạ phong nhưng cũng không bị đánh thảm như lúc ban đầu. Nhưng Dương Diệp cũng phải trả giá đắt, chỉ trong chốc lát y phục trên người Dương Diệp rách tung tóe lộ ra từng vết máu bị kiếm khí cứa đứt. Dương Diệp không thèm để ý những vết thương trên người, hiện tại hắn chỉ có một ý niệm duy nhất chính là liều chết cũng phải đánh, người đâm ta một kiếm ta cũng đâm lại ngươi một kiếm. Để xem ai chán sống trước. Đam mỹ hay. Lúc này, kiếm nô lại một lần lộ ra khuyết điểm của bản thân. Y là kiếm nô, y tự có ý thức chiến đấu, không chứa bất kỳ cảm xúc nào khác, đây chính là ưu điểm của kiếm nô. Nhưng đồng thời, kiếm nô không giống Dương Diệp liều mạng như vậy, lúc hai thanh trường kiếm sắp đâm vào đối phương, kiếm nô sẽ đỡ trường kiếm đang đâm đến của Dương Diệp, sau đó mới phản công. Cũng chính vì vậy, Dương Diệp càng đánh càng hăng. Càng đánh càng liều, và lại không biết từ khi nào, Dương Diệp chợt phát hiện kim sắc huyền khí trong cơ thể hắn đang chậm rãi lưu động, chữa lành các vết thương trên cơ thể. Phát hiện này khiến Dương Diệp hưng phấn, hắn không ngờ kim sắc huyền khí đang từ từ chữa lành các vết thương xuất hiện trên cơ thể, điều này khiến Dương Diệp không chút kiêng kỵ nhào lên đánh tiếp. Từ lúc đệ tử ngoại môn bắt đầu khảo hạch cho đến hiện tại đã là 2 ngày. 2 ngày nay kiếm nô bên ngoài không chỉ không giảm bớt mà còn tăng lên. Thậm chí có một số trưởng lão ngoại môn cũng đến. Trong tháp kiếm nô chỉ còn có 2 người, một là Dương Diệp, 2 là Giang Nguyên. Tuy Dương Diệp kiên trì trụ trong tháp kiếm nô đến tận giờ phút này nhưng vẫn không một ai thèm để ý, bởi vì tất cả đang tập trung vào thiên tài Giang Nguyên kia. Hiện tại cho dù Dương Diệp đã thăng cấp lên tiên thiên thanh tuyết nhưng đều bị ánh hào quang của Giang Nguyên che khuất. Lão hỏa, tên Giang Nguyên kia chỉ với tu vi huyền giả cửu phẩm lại có thể xông đến tầng 19 sao. Một trưởng lão ngoại môn chừng 40 tuổi tên là Trần Phượng, là một trưởng lão của nhiệm vụ đường, tiến đến hỏi Tào Hỏa. Lúc đầu Trần Phượng không có chút hứng thú nào với cuộc thi này, nhưng nghe nói có người tu vi chỉ mới đạt đến huyền giả cửu phẩm có thể xông lên tầng 17 làm lão có chút đứng ngồi không yên. Tào Hỏa khẽ vuốt râu, cười nói, đúng vậy, là một tiên thiên mới 16 tuổi, nếu như kiếm tông ta tận lực bồi dưỡng để hắn có thể tận lực phát huy, thì người này nhất định có thể lọt vào thanh vân bảng. Nghe vậy, Trần Phượng cũng cười rồi gật đầu, nói, không tệ, ta vốn dĩ còn tưởng đệ tử ngoại môn sẽ không có người xuất sắc, không ngờ lần này lại có, đúng là trời cao có mát. À mà,
người còn lại bên trong là ai vậy? Tào Hỏa chưa lên tiếng, thì thiên trưởng ngồi bên cạnh vội trả lời, là Dương Diệp, người mà lúc trước các ngươi biến hắn thành nhân vật phản diện trong tài liệu để giảng dạy. Lão Phu lúc trước nói, ta nói tư chất của Dương Diệp không tệ, các ngươi lại không tin, hiện tại hắn vẫn có thể trụ vững bên trong, ít nhất cũng đã lên đến tầng 15, các ngươi nói thử xem như vậy có tính là thiên tài hay không. Thiên trưởng lão bày ra bộ dáng tiểu nhân đắc ý, nói. Nhưng dù sao cũng không thể trách lão, chỉ trách lúc trước Dương Diệp và lão đã bị những người khác cười nhạo quá nhiều. Nếu không phải có yêu nghiệt Giang Nguyên kia, thì sự kiên trì lần này của Dương Diệp như một đòn đánh thẳng vào mặt các trưởng lão ngoại môn khác. Không phải chứ, Trần Phượng không tin lắm, nói, hắn đã trải qua một năm nhưng vẫn không lên nổi huyền giả, hơn nữa ta vẫn còn nhớ hình như Dương Diệp đã bị biếm thành đệ tử tạp dịch, sao có thể trụ lâu như vậy? Thiên trưởng lão cười lạnh một tiếng, đương nhiên lão sẽ không khai ra Dương Diệp chính là kim sắc huyền khí. Tào Hỏa đứng bên cạnh cười khổ, nói, lão thiên quả thật nói không sai. Dương tiểu tử kia có thể trụ trong đó lâu như vậy làm cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Tuy nhiên lão thiên ngươi cũng đừng vội đắc ý, mặc dù Dương Diệp không tệ, nhưng vẫn kém xa Thanh Tuyết và Giang Nguyên. Ta không nghĩ như vậy, thiên trưởng lão phản đối, nói quả thật thiên phú của Giang Nguyên và Thanh Tuyết không tệ, nhưng Dương Diệp cũng không thua kém, lại nói, chưa biết đang ở tầng 19 là kẻ nào đâu. Nói rồi, thiên trưởng lão có chút hối hận, thấy Tào Hỏa dùng Giang Nguyên chèn ép Dương Diệp. Lão có chút khó chịu cho nên nhất thời nhanh miệng, nói ra những lời này. Nghe vậy, Tào Hỏa bật cười ha hả, sau đó nói, lão thiên, ngươi có dám cược với ta một ván không? Chúng ta cược người trên tầng 19 kia là ai? Ta cược một bộ kiếm pháp, chính là bộ địa sát kiếm kia, thế nào? Nghe Tào Hỏa nói, mấy vị trưởng lão bên cạnh đều bị giật mình. Bộ địa sát kiếm kia của Tào Hỏa rất nổi danh trong kiếm tông. Bộ kiếm bao gồm 36 thanh hoàng giai thượng phẩm huyền kiếm, hơn nữa trên bộ kiếm còn khắc một bộ huyền giai trung phẩm huyền kỹ kiếm trận phù văn sư. Khi ra trận, 36 thanh huyền kiếm trong nháy mắt sẽ tạo thành một kiếm trận, uy lực có thể dùng từ khủng khiếp để hình dung. Thiên trưởng lão giật mình, lão cũng không ngờ Tào Hỏa lại lấy bảo bối của mình ra để đặt cược. Phải biết, Tào Hỏa xem bộ kiếm kia còn quan trọng hơn mạng của chính mình. Bình thường mấy vị trưởng lão ngoại môn bọn họ chỉ muốn nhìn một chút cũng không được phép. Thiên trưởng lão ngẩng đầu nhìn tháp kiếm nô, sau đó lại vẻ mặt như trêu tức lão của Tào Hỏa. Thiên trưởng lão biết nếu ván này mình không cược thì sau này Tào Hỏa nhất định sẽ lấy việc này ra trêu chọc hắn. Ngươi muốn thứ gì của ta? Thiên trưởng lão trầm giọng nói. Nghe vậy, Tào Hỏa cười như hoa, nói, lão thiên, ngươi chắc đã biết ta rất quý bộ kiếm pháp này, nếu như ta thắng. Ta cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn thanh huyền giai trung phẩm phù văn kiếm này của ngươi, thế nào? Nghe Tào Hỏa nói, mấy vị trưởng lão xung quanh ai nấy đều lắc đầu không thôi, thế mà Tào Hỏa cũng nói cho được. Thanh phù văn kiếm này của thiên trưởng lão vô cùng có tiếng ở kiếm tông, nó không chỉ là một thanh kiếm huyền giai trung phẩm, mặt trên còn có phù văn đại sư Tăng Phúc Minh Văn. Có thể nói, có thanh phù văn kiếm này, thực lực của thiên trưởng lão có thể tăng ít nhất 3 phần. Ngực thiên trưởng lão phập phồng lên xuống, có thể thấy lão tức giận không nhẹ. So với Tào Hỏa, thanh phù văn kiếm này so với còn quý hơn mạng của lão. Phải biết, thanh kiếm này đã được dưỡng trong đan điền của lão mười mấy năm trời, có thể tâm linh tương thông với lão, trên mặt lại có minh văn. Đối với thiên trưởng lão mà nói, thanh kiếm này cũng như một bộ phận cơ thể của lão, nếu mất đi thì không biết thực lực của lão sẽ tụt xuống tới đâu. Cho nên... lão làm sao có thể lấy thanh kiếm quý giá này ra để đánh cược cho được. Ngay lúc thiên trưởng lão sắp cự tuyệt thì một âm thanh trong trẻo phía sau hai người vang lên, lão đầu, ta cược với ngươi, cho ngươi dám xem thường tiểu tạp dịch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.